ra sân khấu. Rồi, mời em ngồi. Mời bạn Nam. Bắt tay coi. Rồi. Chào chị Cát Tường, bên kia tường. Rồi, chào bạn. Kính chào quý vị khán giả. Bên kia màn thôi, không có bên kia tường ha. Dạ, em tên là Võ Tấn Lực, sinh năm 88. Em sinh ra và lớn lên ở Gia Lai ạ. Làm nghề gì? Dạ, em làm cơ khí thuộc hàng, hàng xì ở tại Gia. Cơ khí thuộc hàng là sao? Hàng cơ khí, là bên cơ khí nhưng mà mình thuộc nghề bên hàng á. Vô đây bao lâu rồi? Dạ, em vô đây được ngày chạy. Được ngày à? Dạ. Là sao? Nghĩa là em mới bắt xe vô đây được một ngày. À, vô để tham gia chương trình mà muốn hẹn hò thôi đúng không? Dạ đúng rồi chị. Là xong là về lại đúng không? Còn nữa chị, đi chơi nữa chị, rủ bạn gái đi chơi chứ. Ồ. Bạn gái giới thiệu đi cưng. Con chào chú Quỳnh Linh, em chào chị Cát Tường. Em tên là Hoàng Thị Bình. Năm nay em 24 tuổi, đang là nhân viên kế toán. Quê em ở đâu? Dạ, quê em ở Đắk Lắk. Mình vào đây lâu chưa? Dạ, em vào đây được 5-6 năm rồi. Vậy bây giờ bạn trai thì ở xa. À, xuống đây tính nhờ chương trình bạn muốn hẹn hò, rồi có bạn gái đi chơi vài bữa rồi bạn về quê bạn lại. À, ý em tính làm sao? Dạ cũng được ạ. Sao dễ dãi vậy? Rồi người ta đi luôn rồi sao? Chắc không. Chia sẻ chút xíu khó khăn. Bình tĩnh. Xá xa xôi nói cho bạn gái nghe đi. Xa xôi thì không có gì xa xôi hết anh. Cũng muốn có vợ rồi mà. Xa bữa nào cũng phải đi bằng được. Quyết tâm lấy vợ bằng được. Đấy. Nếu mà hẹn hò nhau thì mà bao lâu xuống đây? Tùy theo công chuyện hoặc là thời gian rảnh của bạn gái hoặc là của em sắp xếp được thì mình liên lạc với nhau hẹn lúc nào đấy. Em làm chủ thì em sắp xếp được hết đó chị. Yeah, dạ. Làm chủ nha. Làm tại nhà mà chị. À, em muốn bao lâu thì bạn trai xuống thăm em lần? Một tháng gì không được. Tháng mấy lần? Tháng 2-3 lần luôn em. Dạ được. Lần gì vậy? Thôi. Ông kia ông mạnh miệng dữ. Lần anh nhớ chịu nổi rồi. Thiệt, yêu rồi là nhớ lắm á. Giờ mẫu người lý tưởng của em là người như thế nào? Em thích người có nụ cười đẹp. Nụ cười đẹp. Đẹp không? Đẹp không? Cười thử coi bạn nghe đây. Cười lớn lớn xíu nữa. Cao tim 1m6 là được rồi. Được không? Dạ được, 1m6-15. Là người biết quan tâm. Có, cái đó là em dư sức luôn. Em chưa nói thôi. Không, bây giờ em nói đi em. Em là một người biết quan tâm. Rồi. Đặc biệt là bạn gái. Ừ. Thích đi hát karaoke hoặc là đi uống cà phê. Hát thử câu nghe coi. Đứng lên mình biểu diễn luôn. Cho nó thoải mái đứng lên. Đúng rồi, như ca sĩ coi. Khi màn đêm buông xuống, từ mức chân rơi trên lòng đường, trôi về nơi quen lãng, chân dấu đi bắt đầu ngày tháng. Chơi với cánh chim bay, thời gian in hàng bao đôi thay. Đôi chân đi về đâu, giữa không gian bao trùm nỗi sầu. Yeah, yeah. Bao lần ta mơ ước, yeah. Dưới bước chân lang du mỏi mòn. Khi tình yêu lên tiếng, sau tháng năm mây lâu tìm kiếm. Yeah. Đã nắm giữ trong tay, rồi tan tành như khói mây. Dưng dưng đôi bàn tay, vẫn trong mong tình yêu về đây. Yeah, yeah. Hết hả? Còn nữa mà thôi. Được. Trời ơi, dữ dội lắm à. Hay quá ha. Để đó là ưu điểm đó hả? Dạ. Biết nấu ăn nè, lau nhà giặt giũ. Nói chung là một người đàn ông của gia đình. Ừ. Nhưng mà em cũng cần một người phụ nữ của gia đình. Bạn nữ thì em yêu cầu cũng không có nhiều. Cao tầm 1m50 trở lên. Được. Còn hiếu thảo, biết quan tâm, biết lắng nghe, biết chia sẻ. Được. Còn công việc em không quan trọng. Cho nên là về đó thì em thích thì em lo cho công chuyện buôn bán. Rồi phụ mẹ em. Ví dụ nhà em thì cũng có Photoshop, nói chung nhiều thứ đó. Có nghĩa là giờ là lấy em là thứ nhất là đi về quê em ở. Nhà em ở, dạ. Thứ hai là làm dâu. Dâu. Bây giờ mẹ bắt làm nhiều quá mà bạn gái làm không nổi thì sao? Em có thể phụ, mẹ em có thể phụ với chị. Có không? Dạ có chứ. Ồ. Hôm nay đi xuống đây là mẹ có dặn dò gì không? Cố kiếm đường cô về không? Thôi mà ở đấy mà ăn màng được. Dạ. Này đâu, nghề của em thì em ở trong này em kiếm việc em làm cũng được, còn ăn màng. Đúng rồi. Nhưng mà nãy giờ nói ưu điểm không à, khuyết điểm. Hút thuốc cũng hơi nhiều. Thôi bỏ bớt đi. Rồi cũng hay cầu nhau. Bao giờ tới tiến tới hôn nhân được? Tầm 1 năm. Vậy là trong 1 năm nay là mình yêu xa là mình phải 1 tháng đi lên đi về mấy bận vậy đó. Không sao. Tốn tiền quá vậy. Được vợ mà tốn tiền gì trời. Tính toán thế. Rồi mỗi lần mình ở xa mình xuống mình thăm bạn gái mình có quà cáp gì không? Mình có lãng mạn không? Nên là có quà thì cũng có, nhưng mà quà nhỏ nhỏ thôi. Rồi lên tới đấy thì dẫn bạn gái đi chơi, thì bạn gái chỉ cái này cái kia mình mua chứ. Em thích con ngọc ông đấy.
gói gói bông tặng cho em liền. Hay anh, em thích chiếc nhẫn hộp xoàn này. Đủ khả năng thì mua không đủ thôi, sao mua được. Nhưng mà đủ khả năng là mua đúng mua không? Chứ. Ủa vợ, vợ đẹp thì mình phải hãnh diện vậy rồi. Trời ơi, sao không hãnh diện? Rủ có chia tay mình lấy nhẫn lột lại, đúng không? Giờ không cho anh Linh nói. Không có cho, tước quyền anh luôn, không cần cho, không cần cho. Bây giờ cuối cùng là chuẩn bị lấy vợ là mẹ chuẩn bị hay là mình chuẩn bị? Dạ, em thì cũng chuẩn bị một ít thôi, 30% thôi. Nếu muốn mà đủ chuẩn luôn của em thì phải 3-5 năm nữa thì mới có mình em lấy vợ được. Mà thôi kệ, giờ này cũng thèm vợ lắm. Lành quá. Em đã trải qua mấy mối tình rồi? Nói yêu nhau thì chắc tầm một mối à. Vừa em nói không thì chắc 3-4 mối rồi đấy. Mà toàn người ta đi lấy chồng hết rồi. Ủa lý do sao chia tay vậy bạn? Em thì đi làm rồi, còn người ta thì còn học cấp 3. Thì em cũng sợ là ảnh hưởng đến cái việc thi tốt nghiệp của người ta, là em cũng tránh xa một tí. Tốt quá ha. Thôi xong rồi em đi làm xa. Đến lúc người ta thi tốt nghiệp xong thì rớt rồi kia, về người ta lấy chồng. Để anh xem bên đàn gái thế nào rồi thông báo cho em coi thế nào nha. Xin chào, dễ thương quá. Mình có đồng ý về quê ảnh không? Trên nó có công việc cho con thì con về. Có chứ. Dạ. Đàn chồng tiêu đồng tiêu nè. Có thích chồng làm nghề hàng không? Hàng là hay nóng tính lắm á. Tại ở nhà ba con cũng hàng. Ủa vậy hả? Ba làm nhiều nghề lắm. Ồ vậy được rồi, vậy là con rể cũng hàng luôn được rồi á. Được, dễ thương lắm em, dễ thương lắm. Trước giờ mình có mối tình nào chưa? Dạ em cũng ba bốn mối tình. Ba bốn mối tình rồi. Rồi mối tình cuối cùng sao chia tay? Bạn kia có người yêu rồi mà em không biết. Nói chung là bạn gạt mình đó đúng không? Xí dạ, gạt đó đúng không? Dạ. Bạn nghe bạn gái bên kia có ba bốn mối tình, bạn có lo gì không? Lo ở đâu thì cũng hơn em được có 2-3 cái mấy. Có kinh nghiệm nhiều hơn em. Em không quan trọng ở chuyện đấy. Đừng có để người khác lừa nữa, nhiều nó được cái gì đâu mà. Em ít hơn em bị lừa nhiều quá chứ. Bị lừa sao? Tán cho đã 3-4 tháng để đã ra cái tao cào lắm là 6 tháng là về lấy chồng luôn. Em làm ông mai bà mối mắc tay lắm á, đụng vô cô nào cái là cô đó có chồng liền. Chết em. Được, được. Nay đụng vô kia, cô kia có chồng không? Có, nhưng mà em làm chú rể thì được, còn không em không đụng đâu á. Rồi, hôm nay mình có đi với ai không? Dạ em có đi với em con cậu. À dạ em chào chị Cát Tường, chào chú Quang Linh ạ. Em chào chị ạ. Em thấy chị gái bên này sao? Em thấy chị là cũng rất là dễ thương. Chị cười rất là có duyên. Và chị rất là xinh ạ. Rồi. Bạn gái bên có đi với người thân dạ, không? Dạ, hôm nay em đi với chị họ và mấy người bạn của em. Dạ em chào chị Quyền. Chào chị Quyền Linh. Dạ, em chào chú Quyền Linh và chị Cát Tường. Em thấy anh bên này thì vui tính, ga lăng rồi nhiệt tình cũng hài hước. Bạn em thì nhiều lúc tính cũng trẻ con, cũng hay giận hờn vu vơ á. Không biết anh có chiều được không? Đấy, chiều được. Chứ nhiều lúc cũng muốn có một người yêu nè, mà có một tính phần nào đấy của trẻ con. Nũng nịu mình thì mình dỗ dành đấy. Nhưng mà đừng có trẻ con nhiều quá. Tâm ra khi bị mua sữa cho bú nữa. Bình nóng tính thì những lúc mà bình nóng tính như vậy thì không biết là anh sẽ làm gì, anh sẽ xử lý như thế nào? Có chứ, mình vui tính mà nhiều lúc mình làm trò hài trò hề hoặc là hát ca gì đấy. Bạn nó đang nóng tính, đang có gì bực bội mà anh hát bạn nó càng khó chịu hơn thì sao? Dẫn đi ăn kem. Không thì mua hoa hồng, mua nhẫn gì đấy tặng cầu hôn, chạy nào trật rồi hết lạ. Sau khi nghe anh chia sẻ thì em thấy là anh cũng là khá hợp với là bạn của em. Thì em mong là hai người sẽ cho nhau một cái cơ hội để tìm hiểu nhau hơn. Rồi, cảm ơn em. Hai người này gặp đi, em thuyết phục sao bên kia đồng ý nha, kéo màn lên. Nãy giờ hơi ít nói rụt rè ha. Hả? Thấy có gì nữa là cứ mạnh dạn nha. Dạ này, em cảm ơn. Em thấy anh như thế nào? Dạ cũng đẹp trai. Anh thì khi yêu thì anh chấp nhận ba cái là: một là mình thay đổi vì người mình yêu, mình thay đổi một phần nào. Hai là mình phải chấp nhận những cái tật xấu người ta. Ba là phải chung tình, thật thà. Em nghĩ chuyện làm dâu như thế nào? Dạ đối với em thì bình thường. Quan trọng là nếu như mà mẹ chồng thương em thì em thương lại mẹ chồng. Mẹ anh rất là hiền. Mẹ anh thì hồi trước là cũng có nói với anh thì sau này á, mày mà cưới về tao mà tao thương con dâu hơn thì mày đừng mà trách tao. Mẹ anh cũng là phận làm dâu cho nên cũng hiểu cái tâm lý của con dâu như thế nào. Nhận xét người đối diện thế nào? Đừng khỉnh dễ thương, cười có duyên. Giờ mình đứng lên mình tiến sát gần lại mình tỏ tình. Giống như nãy nha, biểu diễn ấn tượng đàng hoàng.
Tình yêu đó anh chỉ trao cho riêng người thôi. Dù đời thay đổi nhưng trái tim anh nguyện chung tình. Người có biết khi xa em trong lòng nhớ thương đêm từng đêm, cầu mong sao cho chúng ta không rời xa nữa. Nhảy rồi lên. Đứng cái tướng xấu vậy. Nếu... quỳ xuống luôn cầu hôn. Rồi nói gì đi. Nếu như em đồng ý là bạn gái anh hứa anh sẽ yêu em nhiều hơn anh nói. Chứ anh nói là nhiều lắm rồi đó. Lâu lắm mà chứ. Thôi cho đứng đi. Tôi ngồi luôn ơi, mỏi quá. Em thì thích trai hay gái? Anh thì anh sao cũng được rồi. Em sao cũng được. Nhái trai hai là đủ rồi. Anh không có nhiều mà miễn sao em có sức thì anh cho đẻ. Bình thường. Em nãy giờ em nhìn cười, anh cười có duyên không? Làm sao có duyên? Cười lại nghe coi. Chúc mừng hai bạn nha. Bây giờ mình làm thủ tục rất là quan trọng đó, bấm nút. Nút. Một. Suy nghĩ thật kỹ nha. Đây không phải chuyện đùa. Hai. Ba. Rồi, chúc mừng nha. Hai người nắm tay nhau, nắm thật chặt nào. Ủa sao ngọc bóng vậy? Bóng bóng nào vậy? Nắm chặt vô bạn gái, thấy sao? Ấm. Được không? Được. Hả? Sự ấm được, tại tay bạn hơi lạnh tí. Nắm tay em gái thì nhiều nhưng mà một số cảm xúc mà rung động thì chưa có. Giờ có không? Giờ có. Con. Có chứ. Chạy xuyên qua tim. Đây là duyên của xem phim. Chúc hai bạn sẽ có thời gian tìm hiểu kỹ hơn nha. Gửi tặng hai bạn nước xịt thơm miệng thảo dược Relax. Quà tặng dành cho hai bạn là một suất chụp ảnh cưới trọn gói trị giá 15 triệu đồng tại Đà Nẵng hoặc Thành phố Hồ Chí Minh trong các hệ thống của áo cưới Island nếu như hai bạn tiến tới hôn nhân. Hồi đó đi học thì em không có nghĩ đến cái chuyện yêu đương. Ở nhà thì có ba chị yêu sớm hay bị đau quýnh nên em dám yêu. Xài cô giáo dạy. Chúc mừng cặp đôi đầu tiên, rất là dễ thương. Chúng ta sẽ đến với cặp đôi thứ hai, mời quý vị cùng theo dõi. Mời bạn nam. Mời bạn nữ. Rồi, bạn nam giới thiệu về mình đi. Em tên là Hoàng Đức Hiền. Năm nay em 27 tuổi. Nghề nghiệp của em là dạy nghề sơ cấp, ngành sửa chữa laptop. Quê bạn ở đâu? Quê gốc bố em là ở Nam Định. Em sinh ra từ nhỏ tới lớn ở đây. Rồi, mời bạn nữ giới thiệu. Dạ, em đây quê ở Tây Ninh. Vui vẻ hoạt bát, tính tình dễ thương. 24 tuổi mà chưa có người thương, cho nên em mới tìm đường đến đây. Nói hoài người ta bảo nói nhay. Em xin ngắn gọn như vậy thôi nha. Tên em không phải loài hoa, cỏ xanh thanh thảo mới là tên em. Mọi người thấy thơ có được thì cho em xin chàng pháo tay. Bạn có mấy mối tình rồi? Thực ra là chưa có mối tình nào. Chỉ có điều là mình cũng có thương người ta nhưng mà cũng tìm hiểu nhưng mà thấy chưa có phù hợp. Có phải bạn khó quá không? Không, sợ mình dấn lấn sâu quá rồi đến lúc mà mình cảm thấy không phù hợp mình chia tay thì cũng tội người ta. Cho nên là em tìm người đúng ý thì em chỉ như vậy thôi. Bạn nữ nói kỹ hơn chút xíu về công việc của mình. Dạ, hiện tại thì em là nhân viên văn phòng ạ. Rồi điểm mạnh điểm yếu của mình là gì? Dạ, điểm mạnh của em thì được mọi người đánh giá thì cũng vui vẻ, tốt bụng, em cũng thích nấu ăn, thích làm bánh, lâu lâu cũng có ga lăng xíu. Ga lăng là sao? Tại vì em thấy có nhiều bạn ví dụ như mà làm trên đồ nặng không nổi hay gì là em thường hay lên giùm. Rồi coi, men dữ vậy? Em cũng hơi bị men. Vậy điểm yếu của mình là gì? Cũng có cái bệnh hay lâu lâu hay bị tái phát, nên giờ mình làm biếng. Với lại em mà bực bội thì em dễ nổi điên lắm. Bạn có mấy mối tình rồi? Dạ, nếu như em nhớ không làm mà tính tới bây giờ hình như là vẫn chưa có. Chưa có? Lý do tại sao chưa có? Hồi đó đi học thì em không có nghĩ đến cái chuyện yêu đương. Cứ lo học thôi, với lại ở nhà thì có ba chị yêu sớm hay bị đau quýnh nên em không dám yêu. Xài cô giáo dạy. Còn sau này thì tính em lâu lâu cũng hơi trẻ con, thích mặc những cái trang phục mà cũng hơi nhí nhảnh xíu. Nên bạn em cũng nói đùa thì mấy bạn trai không dám cua, tưởng chưa đủ 18 tuổi. Bạn thật sự muốn có bạn trai, muốn lập gia đình chưa? Thì em cũng muốn bạn ấy sẽ là tình đầu cũng là tình cuối của em. Rồi, bạn nam với những cái chia sẻ của bạn nữ, bạn thấy như thế nào?
có hơi chút làm biếng đó. Dạ nếu làm biếng thì em làm hay sao vậy? Có làm việc nhà được không? Dạ được. Nấu cơm nấu ăn gì được không? Dạ không, em không nấu được, nhưng mà mấy việc như rửa chén mà. Bạn nam có điểm mạnh điểm yếu gì không? Điểm yếu của em thì thật ra là không có sở trường, ví dụ như là về ca hát là gì là không có sở trường đó, cũng hơi nóng tính. Bạn mong muốn tìm người bạn gái như thế nào? Dạ người bạn gái thì nhẹ nhàng, người thật thà, trách nhiệm với gia đình. Về ngoại hình á, cao trên 1m55. Vậy thôi. Vậy thôi. Bạn gái bên này chưa có mối tình nào, bạn nghĩ sao? Thì bên đây cũng chưa có mối tình nào. Nói chung là cái này không có kinh nghiệm nhiều. Bạn muốn một người bạn trai có ngoại hình như thế nào? Ngoại hình không quá ốm mà không quá mập. Để anh Hoàng xem như thế nào. Để xem nha. Rồi, chào bạn. Chàng trai bên đây có vẻ hơi nhút nhát, không có kinh nghiệm về tình trường dữ lắm. Em có sợ gặp người đàn ông ít kinh nghiệm trong tình yêu không? Cái vấn đề đấy em cũng không quan trọng lắm. Thì mình ít kinh nghiệm thì mình từ từ mình quen sao mình có kinh nghiệm. Em có những cái điều gì mà em không thích, em có thể chia sẻ với bạn trai để bạn ấy rút kinh nghiệm. Dạ thì em không thích bạn trai là hút thuốc, nhậu nhiều quá. Đặc biệt là em ghét nhất ở bạn trai là khi đi chơi với bạn gái mà hay mang dép. Giống như kiểu như nó không lịch sự. Mang gì bạn vậy? Không mang giày. Mang dép đâu có sao đâu, nhiều khi mang cho nó thoải mái mà. Thì ví dụ mình quen lâu quá rồi thì không sao. Còn nếu như mình mới quen mà mình đi chơi với nhau mình cũng phải mặc đồ gọn gàng lịch sự xíu. Em không thích. Tôn trọng nhau đúng không em? Dạ đúng rồi. Còn gì nữa? Em thích con trai hơi lãng mạn. Lãng mạn ha. Lãng mạn. Cái này quan trọng đối phụ nữ lắm. Em có lãng mạn không? Cái đó em không biết nữa. Em không biết hả? Kỹ thuật. Kỹ thuật làm... hơi khô khan quá hả? Đúng rồi. Em nghĩ xem một cái tình huống nào đó mình tổ chức trong đầu đi. Làm sao để cho bạn gái thấy lãng mạn nè. Em thích cái tổ chức ở cái cầu ánh sao ở quận 7. Được không được là sâu xuống hồ luôn. Được đâu đó. Thôi giờ đi. Sinh nhật bạn gái em tổ chức là như thế nào? Chắc dẫn đi ăn rồi chứ. Sao nó bình thường vậy? Ngày thường cũng dẫn đi ăn vậy. Sinh nhật phải có cái gì nó lãng mạn hơn chứ. Nhưng mà lãng mạn là bạn lãng mạn sao ta? Đất ơi, hỏi tôi hỏi ai? Ai đi cô gái? Chưa nghĩ luôn hả? Chưa nghĩ được. Đó, cái đó rồi, phải học anh Linh nha. Rất lớn. Ha. Rồi, thôi chút được rồi. Nữa vậy. Để từ từ ngồi nghỉ đi chút xíu qua mình hứa với bạn kia. Cao nhiêu? Dạ cao 1m77. Được, bên này chuẩn là 1m70. Có cái tật xấu gì không? Tật xấu của em là hay quên. Ví dụ như em mà gặp một người một lần em không nhớ. Hoặc là hay để quên đồ. Trước khi kéo màn lên đây hai anh em bàn nhau coi tính sao cái vụ lãng mạn nha. Rồi, hôm nay mình có đi với ai không? Dạ em đi với mẹ. À có mẹ hả? Rồi chào bác. Con trai bác hiền quá. Quyền Linh với chào. Dạ chào cô. Nếu mà nói mà để mà kiếm một người chồng mà chuẩn mực á thì bác không nói thêm hay nói bớt gì. Hiền là rất là ok. Dạ. Rất là ok tại vì nó tính tình, nó tính cách với lại cái phong cách của gia đình là như vậy. Dạ. Còn nếu mà đòi hỏi mà để mà lãng mạn, để mà tình tứ mà nói chăng hoa thì không có. Kể cả cái gia đình bác cũng không có những cái chuyện đó nữa. Phụ nữ bây giờ á, trong cái cuộc sống hiện đại thế này cũng cần một chút lãng mạn nào đó. Nhưng lãng mạn trong khuôn mẫu, lãng mạn theo như mình hiểu, theo như Quyền Linh nói, lãng mạn là ví dụ như đi cà phê, cà pháo, hay đi ngắm trăng, hay đi du lịch, dạ. Hay là đi chơi, hay đi Vũng Tàu, Mũi Né vậy đó. Dạ, lãng mạn mà thực tế hả bác? Là thực tế, chứ dạ. Đừng có nói mà lãng mạn là anh phải tặng cho em những bó hoa này hàng tuần, anh sẽ này kia thì hơi bị khó. Tại vì với một công việc của nó rất là thực tế. Dạ, cái đó lãng phí. Đúng rồi, công việc của nó rất là thực tế, làm ra đồng tiền không phải dễ. Nếu dạ. Mà làm những cái nó không phải đại gia. Dạ, con cũng thích vậy á, con thích không thích ai tặng quà, con đặt con ngần nhưng quà mà thôi. Chủ yếu là bản chất của gia đình là nghề nghiệp nó phải vững, cuộc sống phải ok. Dạ, vấn đề lãng mạn thì con không nghĩ là phải cần giống như là thường xuyên tặng hoa giống như cô nói thì mình cần. Nhưng mà lâu lâu rồi mình làm cho không, cái... Nó không làm được chứ, thì biểu dạ. Nó làm nó không làm được chứ. Kể cả nay biểu nó đi mua bó hoa, nó trời mua gì, tìm hoa mệt quá, không biết mua sao nữa, nó không biết đâu. Nói chung là rất dở. Cũng Dũng như đi ăn thì thằng này ok lắm, ăn tiệm nào ok lắm. Dạ, hết vậy được rồi bác, có thực với vật được đạo. Có thấy cô gái bên kia như thế nào? Nếu mà đúng về thì để nói như thế nào thì bác không có quyền xen vào cái chuyện tình cảm của hai đứa đó. Nhưng mà khi đã lên tới đây thì hãy cố gắng cho nhau một cơ hội. Dạ. Cơ hội để làm gì, thí dụ như tìm hiểu tới được là một cái tốt. Còn không được nữa thì hai đứa vẫn làm bạn tốt được mà con. Dạ rồi, cảm ơn bác ạ. À, bạn gái mình đi với ai? Mình có ai dạ em đi với chị họ với lại mấy bạn. Chào em. Em chào chị Cát Tường và anh Quyền Linh ạ. Em thấy Thảo cũng khá là chỉnh chu rồi tính tình thì hoạt bát với lại vui vẻ nữa anh. Nhưng mà Thảo có hai tính trẻ con thì không biết là anh có chiều bạn gái của mình được hay không. Chiều được không? Được, anh này chiều được.
nhìn thấy ảnh hiền lắm. Cảm ơn hai cả nhà nha. Bây giờ thì hai bạn sẽ gặp gỡ nhau. Kéo màn. Nói chứ cũng cần một chút xíu lãng mạn nào đó nha. Bạn thấy mình sao? Tướng thì chắc phải ngoài sức tưởng tượng của em rồi. Là anh cao hơn những gì em nghĩ. Thì anh cũng đẹp trai. Nhưng mà nhìn cái nhìn mà anh vui tính mà sợ em không nghĩ là tính anh lại trầm tính như vậy. Không, tính anh trước giờ nó vậy. Khi nào mà quen á, quen mà lâu lâu á thì anh mới tự nhiên được. Chứ mà mới gặp thì ai cũng anh nói anh vậy. Cái bản phần này thì như anh cũng giống em về cái phần đó. Thì mới đầu gặp thì ai cũng nghĩ em là em khó gần. Thì sau khi mà quen thân rồi mới biết là em nói nhiều tới cỡ nào. Tính anh thì khá nhiệt tình. Khi mà công việc hoặc là chơi thì rất nhiệt tình. Anh nói anh khó tính ở chỗ là giống như anh làm là làm mà chơi là chơi. Thì anh có nhận xét gì về em? Em khá xinh xắn. Với lại anh nghĩ em là người khá lanh. Có vẻ rất là chủ động. Cảm ơn anh. Anh với em mà hẹn hò thì em muốn anh dẫn em đi đâu? Thường thì á, em không quan trọng chỗ mình tới. Em chỉ quan trọng là người đi chung với mình là ai thôi. Thì đi bất cứ nơi nào thì vẫn cần có người đó thì đều là chỗ có thể hẹn hò được. Em sẽ tặng bạn gái những món quà như thế nào? Mình phải xem là bạn tâm lý bạn gái là thích cái gì mình sẽ tặng. Em thường thích những cái gì đó thiết thực thôi anh. Chứ em thích hoa là không? Hoa để chân rồi cũng để bỏ à. Cũng hên quá, anh mua gấu bông. Tưởng quên luôn rồi chứ. Quên. Bởi vì... Cái gì? Bởi vậy em nói là em hay quên. Đúng ra là anh phải nhắc em. Trời ơi. Đúng ra đó. Anh đứng đó làm gì không nhắc người ta. Trời ơi. Đi cưa gái mà bắt tôi đi em nhắc nữa. Đâu rồi, gấu bông rồi. Em xin gấu bông. Trời ơi. Lô vô thôi. Cào liền chứ. Cào dễ sợ không? Cào quá. Chắc hồi xưa giờ không có tặng ai nữa, quên nè. Rồi, một câu nào đó để tỏ tình với nhau, để thuyết phục nhau. Hôm nay mình đến đây là cũng có duyên. Anh hy vọng là sau chương trình này chúng ta cùng xây dựng hạnh phúc. Thì em đã đến đây thì em đã muốn cho mình một cơ hội rồi. Mong là sau này mình có thể tiến xa hơn trong mối quan hệ. Cảm ơn. Hết thời gian. Chúng ta hãy suy nghĩ thật kỹ, có 3 tiếng đếm để quyết định có đồng ý hẹn hò với nhau hay không. 1 2 3 Hết thời gian. Chúc mừng hai bạn nha. Cặp đôi này đúng là rất là hiền đây. Nào hãy nắm tay nhau. Cảm giác như thế nào? Lạnh quá hả? Bạn nam cảm giác như thế nào? Trùng quá chị ơi. Cả hai người đều là mối tình đầu và hy vọng là mối tình cuối luôn nha. Gửi tặng hai bạn nước xịt thơm miệng thảo dược Relax. Quà tặng dành cho hai bạn là một suất chụp ảnh cưới trọn gói trị giá 15 triệu đồng tại Đà Nẵng hoặc thành phố Hồ Chí Minh với các thương hiệu áo cưới Island nếu như hai bạn tiến tới hôn nhân. Dạ, cảm ơn anh chị Quỳnh Linh và cảm ơn chương trình. Mà những chiếc vé xem phim sẽ có thời gian các bạn ở bên nhau tìm hiểu kỹ hơn. Nào, hãy nắm tay đưa đi xem phim. Yêu nhưng mà em chỉ thích gặp thẳng lên là được thôi. Tại bản chất tình yêu của phụ nữ ấy chị là nó cảm tính chứ nó không có lý tính như là. Chào em trai. Chào chị Cát Tường. Ồ, đợi lâu chưa? Dạ cũng lâu rồi chị. Em chờ 38 năm rồi ạ. Hôm nay hy vọng bạn sẽ chờ được cái người bạn cần chờ nhé. Dạ, đợi Tường chút xíu nha. Rồi vô em. Người ta chờ 38 năm rồi lẹ lẹ cưng ơi. Rồi, ngồi xuống ha. Mở mặt nạ ra đi em trai. 38 năm, giây phút quan trọng đã đến. 38 năm chờ đợi rồi hả? Dạ, em chờ lâu lắm mấy chị, sốt ruột lắm. Rồi, mình giới thiệu về bản thân mình một chút xíu đi. Dạ, em là Phạm Quân Sĩ. Em đến từ Gia Lai, em sinh năm 1982. Em có một trang trại ở quê. Trang trại nuôi cái gì? Nuôi bò và cá. Và trồng một số cây nông nghiệp mấy ngày nữa. Ví dụ cây gì? Thì mì, rồi mè, thuốc lá này đó chị. Kinh doanh thêm hoa lan nữa. Rồi em làm thêm xây dựng ở bên ngoài nữa. Rồi sao giỏi vậy? Gì hồi xưa là em học gì ra mà em kinh doanh đủ thứ vậy? Dạ em học của chị kinh doanh. Mình làm cho mình hết, hiện tại dạ, làm cho mình. Em đang sống với ai? Em sống một mình ạ. Ba mẹ đâu? Ba em mất khi em 7 tuổi. Mẹ thì đi vô Sài Gòn sống với em gái.
Rồi có nhà riêng. Có nhà riêng trên Gia Lai là coi như xuống đây hồi nào? Dạ xuống hồi sáng. Xuống đây tham gia chương trình. Dạ. Vậy ha. Hy vọng chung là một cái chuyến đi xa 38 năm chờ đợi sẽ gặt hái được thành công. Dạ, cảm có nhà riêng nhiều. Luôn. Mà đợt này xuống là có mục đích khác nha. Mà kho dạ. Bấm nút hẹn hò là còn có cái cớ để ở lợi nữa đúng không? Em kiếm cô em kéo về chị. Rồi nhanh quá, kiếm cô kéo về nữa. Được rồi, mời em. Dạ em chào chị Cát Tường, chào các bạn xem đài, chào bạn bên cạnh. Em tên là Trần Thị Thao, năm nay em 30 tuổi, hiện đang làm và sinh sống ở Hồ Chí Minh. Em làm nhân viên văn phòng. Quê mình ở đâu? Dạ, em sinh ra ở Đắk Lắk, nhưng mà quê gốc em thì ở Hà Tĩnh. Đắk Lắk qua Gia Lai xa gần? Dạ gần lắm chị. Vào đây lâu chưa? Dạ em mới vào đây một năm thế ạ. Về Tây Nguyên nha em. Dạ. Được không? Dạ được. Về cũng gần cha mẹ, hồi nhỏ mình cũng sống đó rồi, mới vô đây có một năm mà. Vậy là thích hợp với núi rừng nè. Điểm mạnh điểm yếu của em là gì? Biết nấu ăn nhưng mà nấu không ngon. Rồi. Dạ, biết chơi các môn thể thao như đá bóng, cầu lông. Chưa thể thao nhưng mà hơi lười hoạt động một tí. Yêu thể thao mà lười hoạt động là sao? Giống như kiểu là em rất thích đá banh nhưng mà bạn em rủ em đi lúc 10 giờ tối thì em lại kêu thôi không đi đâu. Đá banh gì đá 10 giờ tối. Rồi, có gì nữa không? Em kiểu giống như là hơi sống ngược một tí. Tức là biết trồng cây nhưng mà không biết leo xuống, tức là nhảy xuống thôi, không có leo lại được xuống. À, leo lên thì được. Dạ, nhưng mà leo xuống thì leo không xuống được. Không được. Dạ. Rồi em cứ việc leo lên người ta đưa em xuống. Cái vụ này căng vậy ha. Thôi bớt đi, tới phiên mình. Điểm mạnh của em có nhiều thứ lắm. À. Cái gì em cũng có thể làm được. Cho tới bây giờ chỉ có một cái là em chưa thử làm thôi. Cái gì? Làm chồng. Làm chồng. Hy vọng hôm nay có chơi thể thao gì không? Người ta chơi thể thao dữ lắm kìa. Quả biết nè, đá banh biết nè, anh cũng biết nè. Rồi bơi lội này nọ, gym có hết. Cao mét mấy? Dạ 1m73. Tướng tá ngon lành, cao, cơ bắp, con chuột, đồ dữ lắm. Đầu cầu chuột lên coi. Đó. Đi chơi với em là không có sợ ăn hiếp, trắng luôn chị. Khi nào thất nghiệp xuống làm bảo kê chị nha. Ok chị. Bước em bây giờ đi lại gần bạn gái. Bước luôn đi gần bạn gái hả? Rồi, tình trường sao? Bình thường thì chắc cùng mấy mối. Cái nào mà em cảm thấy sâu đậm nhất, rồi lý do tại sao em lại chia tay cái mối tình đó? Mối tình hồi sinh viên, tức là bạn nam đó có quen một cái bạn nữ khác. Dạ. Gần đây là lạc lạc không chứ không có cái nào đậm đà hết trơn. Lý do tại sao? Nó không rung động, quen thời gian là em chán rồi. Dạ, rồi. Xài tốn quá. Xài hao quá. Tốn mà có quá. Xài chưa? À, dạ không, chưa xài. À, chưa xài mà cũng hao, hửi hửi thôi là đã hao rồi. Chết. Đúng không? Hết nguy hiểm quá vậy. Quá vậy mà để khơi khơi vậy phí quá. Thiệt không chị? Thế còn em đừng có ham hố tình trường như thế nào. Em thì thật sự ra trước giờ em quen rất là nhiều. Thẳng thắn em quen rất là nhiều. Cũng năm mối tình chính thức. Mối gần đây nhất là năm 2014 em quen bạn đó được tầm khoảng 6 tháng. Lý do sao chia tay? Hai đứa thì đang chuẩn bị đi lễ cưới. Trong thời gian chờ tới sau Tết á thì bạn đó có đi chơi với một nhóm bạn đi nhậu nhẹt sau đi nhà nghỉ với bạn trai cũ. Trời đất ơi, em bèo quá em ơi. Không phải do em bèo. Chứ sao? Lúc đó em không ở đây. Nhưng mà em biết nên là em chơi cho xe gia luôn. Với em có thể phạm mọi lỗi lầm. Nhưng mà cái chuyện cái gì cũng được. Nặng nề hoặc là ấy cỡ nào nghiêm trọng cỡ nào em cũng có thể ok. Riêng phần bộ em không bao giờ. Thường đàn ông là vậy đó. Bởi vì phụ nữ thấy không, lúc nào cũng thiệt thòi hơn đàn ông hết á. Chồng ra ngoài bồ bịch tùm lum tà la vỡ biết, nhiều khi bắt gặp tại trận luôn. Vậy mà về ông nói làm sao, cuối cùng những bà vợ vẫn cho qua. Mà đàn ông rất là ích kỷ. Dạ, tại cái này em cũng chia sẻ luôn với chị Tường, với bạn gái luôn. Tại không phải là đàn ông ích kỷ. Đàn ông khi người ta đi ra ngoài, nó làm đường lỡ bước. Nhưng mà đến cuối cùng người ta cũng có con hướng để quay về. Nhưng mà phụ nữ thì em nghĩ cái đó là... Sao không cho người ta làm đường lỡ bước, rồi người ta cũng sẽ quay về. Tại bản chất tình yêu của phụ nữ á chị, là nó cảm tính chứ nó không có lý tính như là cái tình người ta yêu. Sẽ trải qua giai đoạn cảm tính. Dạ. Xong người ta sẽ lý tính, hiểu không? Dạ. Nó là do em mặc định vậy thôi. Tại giống đực là cái giống tham ăn, hiểu không? Dạ. Là mình cứ cho cái quyền mình ăn giống như mình là chúa tể sơn lâm vậy đó. À, cái kiểu vậy đó là những cái. Dạ. Quan điểm rất là cổ hủ và lạc hậu. Dạ. À, giờ là như nhau, anh không cho tôi ngoại tình thì ngược lại tôi cũng không chấp nhận anh ngoại tình. Okay. Đồng ý không? Cái này em chắc chắn luôn. À, thì đó. Em phải nói cho công bằng chứ, tự nhiên là mình được quyền mà bên bạn nữ không được là không có được. Nếu mình muốn người ta đàng hoàng tử tế với mình thì mình phải tử tế với người ta. Cái thống này... nhất không? Dạ thống chị nhất. Đồng ý với em là nếu bạn gái em mà đã cho em mà cắm sừng thì em cho số dê là đúng rồi.
Nhưng mà ngược lại, nếu mà em cho cô này, cô cắm sừng là cô cũng cho em số dè. Dạ. Tắt mới gì mà phải chịu đựng những người đàn ông lăng nhăng, đúng không? Dạ đúng. Cái này nói chung là em rất là ok. Em có chấp nhận những người đàn ông lỡ một chút xíu đó, một chút nào đó nó lỡ say nắng một cái người khác, rồi sau đó người ta vẫn về bên em có chấp nhận? Dạ có. Say nắng thôi nha. Còn nếu cho em cắm sừng luôn, em có chấp nhận? Dạ không. Đàn ông ra ngoài thì nhìn phụ nữ đẹp á, thì thường người ta cũng thích, thì người ta chỉ say tặng một xíu thôi. Khi về thì người ta vẫn về bên mình là được. Còn giả sử như mà quả thì em không chấp nhận. Nhớ chưa? Dạ. Nghe rõ nha. Ủa, người bạn trai mà em mong muốn là người như thế nào? Không hút thuốc, không uống rượu, biết chăm lo cho gia đình. Hơi khó à? Dạ. Sao cơ? Có một cái em làm không được. Cái nào? Thứ nhất, hút thuốc. Em chưa bao giờ có ý định bỏ thuốc, nhưng mà nếu mà có động lực là em sẽ bỏ được. Đúng rồi. Chứ bây giờ thanh niên mà chị làm động lực, anh sẽ từ từ anh bỏ thuốc. Dạ, cao mét bảy mấy lận, sáu muối. Dạ, không cần sáu muối đâu, em thích bụng bự. Bụng bự hả? Dạ. Vậy em cho anh bổ cho anh là từ sáu nó thành một. Dạ. Được không? Dạ được. Rồi, thế bên này có tiêu chuẩn người bạn gái như thế nào? Chỉ cần một người phụ nữ chia sẻ những cái lúc khó khăn của hai đứa, vượt qua những cái khoảng thời gian khó khăn. Không có cần phải học vấn cao lắm đâu, quan trọng là mình trải đời và hiểu đời ha. Trải đời thì phải để bầm, phải bầm dập với đời mới trải được chứ. Dạ. Không là đâu có đơn giản mà trải được đâu. Còn những cái mà ví dụ như không nấu ăn được em cũng có thể nấu được. Wow. Không biết chăm con em cũng có thể chăm phụ được. Phụ chắc không? Em có kinh nghiệm chăm cháu chị. Được. Em cũng chăm mấy bụng đứa cháu đó đang. Ghê ghê. Em chăm, nói chung là em chăm sóc người ok. Em thuộc tiếp người, ví dụ như nhìn thì không có mấy tình cảm lắm, nhưng mà em là người sống tình cảm. Rồi vậy thì tốt rồi. Cho mượn mấy hình. Em có đem hình gì theo cho bạn gái coi không? Đâu hình đâu đưa coi. Rồi kiếm đi, kiếm cổ đi. Mấy thao có thể cho anh một xíu gợi ý không? Dạ không có gợi ý đâu anh, tự cảm nhận nha. Trời ơi, kiếm ảnh đi. Đó. Anh gợi ý giùm mà. Nè, cho gợi ý nào đó, kiếm đi. Anh rất là nặng á. Em có gợi ý gì cho ảnh không em? Dạ không. Không, tự kiếm đi anh. Kiếm trúng cô nào gã cô đó, đừng nói hốt hết nha. Chắc cô hoàng khăn này quá chị ạ. Chắc cô hoàng khăn hả? Lý do tại sao vậy? Cái cảm nhận, cảm giác. Và anh này đoán được chưa? Ừ, em nhìn anh. À, sao đoán anh đó? Tại mập. Ủa, ta đâu có mập đâu trời, ta dân thể thao mà kỳ vậy. Rồi thôi giữ nguyên nó đi, nhìn nha. Bây giờ mở cửa ra cho hai người xem nha. Sai phạt lắm nha, bây giờ tôi sẽ có hình phạt đối với hai người đó. 1, 2, 3, mở cửa trái tim. Chuẩn bị hình phạt dành cho nhau đi nha. Đúng rồi anh. Hai em. Anh tặng em. Sao? Thấy cái sự phán đoán của mình như thế nào? Quê quá. Ở đây sao? Giờ có cái gì có cái lỗ là úp vô mặt liền luôn. Sao em? Sai quá sai hả? Bây giờ mở cửa trái tim lên rồi thì em cảm nhận như thế nào? À, thấy hơi hồi hộp. Cảm nhận về bạn nam lần đầu tiên mở màn lên, nhìn thấy mặt bạn đó là cảm thấy trong người như thế nào? Ngoài tưởng tượng của em một xíu. Ngoài tưởng tượng là sao? Nó có tóc. Không có tóc. Rồi. Còn gì nữa không? Với lại em nghĩ là sẽ mập chứ không có gầy như thể. Ừ, em chỉ vô cái hình mập mà người ta dân thể thao mà em cứ chỉ mập là sao? Tại vì em thích mập. Trời ơi. Vậy là ngon lành rồi, mập quá chạy không có nổi đâu. Dễ thương hơn trong cái suy nghĩ của em nhiều. Dễ thương hơn suy nghĩ của em nhiều. Bây giờ cổ đang bị sốc cái vụ người ta không có tóc, anh giải trình lý do tại sao không có tóc. Nếu mà có sự lựa chọn thì anh sẽ không cạo. Là sao anh? Là sao? Tóc em nó bị rụng nhiều, chị bị di chuyển á, nên là ở trên này nó thưa lướt, nó rất là lưa thưa. Thì thà cạo là đẹp hơn, là nhìn nó hợp lý hơn. À, chị cũng thấy vậy đó. Dạ. Còn hơn là để mọc mà nó lúng phúng len ngoe, đúng không em? Dạ. Vậy nó càng không đẹp, như vậy là hợp lý hơn đó. Dạ. Nhìn riết nó sẽ quen. Hồi nãy chị nhìn chị cũng thấy anh này dữ dằn quá, không mặt dữ quá. Dạ, em có dữ không? Nhìn em không dữ lắm, cũng không hiền và cũng không dữ. Em dữ với những cái trường hợp đáng dữ. Còn bản thân em rất là quý trọng và nâng niu những người phụ nữ. Em đã từng quýnh 4 anh vì cái tội đánh vợ. Nói chung là thuộc dạng kiểu nghĩa hiệp, đi ra ngoài đường. Đi ra ngoài đường ví dụ như gặp cái gì mà bất bình em có thể sẵn tay. Ôi, cuộc đời chị luôn luôn gặp những chuyện bất bình. Nếu mà khi nào mà có gì gọi cho em. Chị sẽ alo em ha, em bay xuống quýnh tay giùm ha. Để em chạy luôn. Thấy dữ vậy thôi chứ không có dữ đâu. Mấy người vậy chứ mấy người hiền lắm. Sao lo, đừng có lo. Anh nói em hơi lo chị. Cái mặt này là mặt lo lắng à.
Dạ, lo lắng thật đấy. Lúc mở cửa trái tim ra thì em thấy nhìn anh hơi hung dữ. Nhưng mà em nói là em sợ anh luôn nên em không có nói. Em chỉ nói tắt thôi. Không ngờ chị Tường nói trúng tim đen của em đúng không? Dạ. Mặt hơi dữ thiệt. Thật nhưng mà mình trò chuyện một chút thì thấy thân thiện, thấy có vẻ là người chân thành. Dạ. Thật ra hầu như tất cả những người mà mới quen gặp anh thì ai cũng vậy. Nhưng mà những người mà đã sống với anh một thời gian thì không có ai có thể có một cái nhận xét nói về anh là dữ dằn. Cho một cái không gian hai bạn riêng tư chút xíu để tâm sự với nhau. Mời đồ ăn lên ạ. Tôi chưa mời mà, tôi chưa mời. Mời có đâu chị ơi. Trời em cứ xử lý thôi chị. Mời. Xin mời hai bạn thưởng thức. Món ăn đây là món cá sốt cam nè. Đây là món gà nướng đá nhâm thập rất là tuyệt vời của nhà hàng Việt Phố. Ăn đi nhưng mà đừng có tập trung ăn quá, mình tướng đô rồi, mình tâm sự là nha. Chút xíu nó quay lại liền. Cắt nha. Tự nhiên nha cưng nha. Đừng có sợ ảnh nó quan thịt em đâu mà lo. Nhưng mà mấy cái này là thịt mình để dao cắt thì hơi các bạn để dao với lại thì hơi mất tiện một xíu. Dạ. Rồi em ăn đi. Chúc em bữa trưa ngon miệng. Dạ. Ủa hiện tại là anh đang ở đâu? Anh đang ở Gia Lai luôn. Anh xuống đây chơi hả hay sao? Anh xuống gặp em á. Ờ, gặp em. Nhà anh đông anh em không? Nhà anh thì 5 anh em nhưng mà anh chị em kia cũng có gia đình hết rồi. Ừ. Nhà em thì sao? Nhà em còn 6 anh chị em, em Út. Anh với em giống nhau á? Anh cũng... Mình giống nhau có chữ Út. Anh hy vọng một ngày nào đó được ghé thăm gia đình em. Dạ, lúc nào anh xuống Đắk Lắk cứ gọi em. Mốt anh về luôn. Anh chưa từng trải qua cuộc sống gia đình, hôn nhân riêng của mình. Nhưng anh chứng kiến rồi anh đứng ngoài anh quan sát cuộc sống hôn nhân của bạn bè anh. Anh trải nghiệm được nhiều. Dạ. Phần lớn những cái cuộc mà chia tay là người ta không có chuẩn bị được cái tâm lý sau hôn nhân. Dạ. Hầu hết là như vậy. Khi mà đối mặt với cuộc sống, cái tình yêu nó phai nhạt đi rồi không chịu được áp lực cuộc sống thì chia tay. Nên anh cố gắng để mình làm quen với cái cuộc sống đó và cái áp lực đó. Anh không bao giờ muốn một đứa trẻ nó sinh ra không có ba hoặc mẹ. Anh cũng là một người thanh niên nghèo, cố gắng vươn lên từ cái gia đình nghèo. Anh làm mọi thứ, lăn lộn mọi thứ cũng chỉ để tốt hơn thôi. Trong tình yêu anh không ghen đâu. Bé có vậy không? Em cũng có ghen đấy, ghen ít thôi, ghen đúng mức. Ví dụ như đi chơi với bé hoặc đi uống cà phê với bé đúng không? Cô bé nào đó dễ thương, anh vô tình anh liếc một cái, có ghen không? Dạ không, cái đó bình thường mà anh. Anh cũng chia sẻ luôn, đó là cái bản năng của đàn ông. Nếu mà người đàn ông mà đã không có cái bản năng như vậy thì cũng phải xem xét lại. Hình như bé tuổi ngựa đúng không? Dạ không, em tuổi rắn. Ồ, đúng tuổi anh chọn luôn. Anh đang tìm kiếm con rắn. Đó, đó, đó. Cái gì? Ai kêu đến tôi cũng con rắn nè, ai kiếm tôi? Em. Nịnh quá ha. Hỏi người ta tuổi gì sao, nói trước đi. Anh đang muốn tìm kiếm tuổi con rắn rồi hẳn hỏi em tuổi gì. Hỏi người ta, người ta nói con rắn rồi, anh đang tìm kiếm tuổi rắn. Bình tĩnh nha cơn, trời này tán gái nó dữ dằn lắm đó. Cái tụi bây giờ quen nhau bây giờ cái điều kiện ở xa nè. Vậy em tính hẹn hò sao? Em một tháng anh xuống thăm em được một lần thôi. Tháng thăm được một lần thôi. Anh biết là ví dụ nhiêu đó trong tình yêu thì nó rất là ít. Quá ít, thể 3 đến 6 tháng là anh cưới luôn. Tụi anh cũng lớn. Và anh cũng muốn chốt lại để mình còn lo tương lai, xây dựng cuộc sống gia đình. Em thì sao? Em thì không quan trọng gặp nhau. Ít thích gặp lắm. Yêu nhưng mà em chỉ thích gặp thẳng lên là được rồi. Lý do dạ. Phụ nữ người ta muốn lúc nào người ta cũng muốn người bạn ông em, ở bên em cạnh. Em giống như là cả thêm chồng chả nên em gặp nhiều là em còn không thích. Lấy nhau về ở chung rồi chán người ta sao bà? Em cũng không biết nữa nhưng mà em không thích được gặp rồi. gặp nhiều là em không thích. Người ta có bạn trai thì thích dần đi chơi, còn em lâu lâu gọi điện hỏi thăm em cả là được không? Em không có thích đi chơi. Kỳ vậy, mà thích có bạn trai không? Thích. Muốn lấy chồng không? Muốn. Nếu mà giờ hai người lấy nhau thì em định là sống ở đâu? Sống ở một là ở nhà anh, hai là ở nhà em. Nghĩa là mình sẽ đi về trên núi sống. Dạ. Rồi mai mốt lấy nhau rồi ngày nào cũng gặp rồi sao? Chắc không sao đâu, mình đồng ý lấy nhau mà. Đang yêu thì khác,
còn lấy nhau về thì ta khác. Đang yêu người ta phải gặp nhau mỗi ngày để tâm sự, để hiểu. Nếu mình gặp nhau ít vậy rồi mình không có tìm hiểu kỹ rồi mốt lấy về rồi mình lầm lỡ rồi sao? Phải tìm hiểu kỹ chứ chị, tầm một năm. Anh xuống lần, xuống 12 lần, lâu quá không? Nói chung là cũng lâu. Hiện tại anh đang có một cái kế hoạch trong vòng có tầm khoảng 5 năm. Thì trong vòng 5 năm đó là cuộc sống của anh bắt buộc phải ở Gia Lai. Dạ. Anh phải ở đó để anh trực tiếp thực thi nó, thực hiện nó. Nhưng mà sau, ví dụ sau 5 năm em thích sống ở đâu anh có thể ok cho em được hết. Dạ. Cái điều đó là điều anh chắc chắn. 5 năm sau sắp thất nghiệp vô Sài Gòn làm ok gì Tường nuôi vợ. Ok, hợp lý luôn. Rồi, rồi cho mỗi bạn mỗi người bốc lá bài ha. Yêu cầu đối phương thực hiện cái có điều được xào bài không chị? Thôi, đâu phải cờ bạc đâu mà xào bài. Đọc lớn lên. Hãy hát cho đối phương một, nghe một bài bạn thích. Em đó. Bạn còn lại muốn minh họa. Rồi, vậy em muốn hát, em muốn minh họa. Dạ, em hát thôi. Còn cái hàng này em rất thích này chị nè. Đâu? Không đạt, phạt ôm hung cổng. Có không? Rồi coi, ai sẽ là người chấm, đạt hay không đạt? Tôi. Nhưng chết lời em đâu có biết minh họa. Trời đất ơi, rồi hát đi em. 2, 3. Chưa đi mua rồi cùng nhớ về hát tình. Nhớ núi hồng linh, nhớ dòng sông La, nhớ biển rộng mà quê ta. Mua đi. Những cánh đồng muối trắng, tình sâu mới nghĩa nặng, biển ta lại nhớ người ở chi rửa đồng băng. Xong rồi đây. Qua đó đi. Qua đó đi. Qua nhận hạn luôn. Đúng rồi. Trời ơi, cái tay ổng quơ gì mà nó cứng như đá vậy. Đang làm gì chị? Rồi giờ sao? Rồi bây giờ đấy, sao? Hồi nãy mày ta yêu cầu nè. Thích phạt gì em phạt đi. Phạt gì em phạt đi. Ôm hôn cậu thôi. Ôm đi. Trời lời quá, phạt gì kỳ vậy ta. Cái này em phạt hoài luôn. Lời quá à. Vậy hả? Phạt vậy tôi không có đồng ý đâu. Tôi chưa có chịu. Qua lại, qua lại. Lại lại hả chị? Lại lại hả chị? Ẩm. Thử coi có khỏe không? Đó, phạt là phải vậy. Phạt là mà sướng quá ai mà chịu. Khỏe ha, để cho em thử đó. Em thử cảm giác đó, em chê, em nói người ta mập. Được. Em không thuộc tiếp người ốm, cũng không thuộc tiếp người mập. Nhưng mà ví dụ như trọng lượng của em có thể tăng giảm điều chỉnh trong vòng 5kg. Bên đây. Đọc lớn lên. Quan điểm về suy nghĩ giữ gìn cho bạn gái đến khi kết hôn. Trả lời đi cưng. Mình nói thẳng luôn ha, nói dạ. Mình lớn rồi mình nói chia sẻ thật lòng luôn. Quan điểm về tình dục trong tình yêu, có cũng được, không có cũng không sao. Thích thì cả hai cũng phải happy, vui vẻ. Anh không muốn là ví dụ như cảm giác mà bị ép buộc này nọ, anh không thích. Dạ. Yêu là nó phải có sự dâng hiến, nếu mà ép thì thôi khỏi. Anh có thể ví dụ như gặp em chỉ cần ôm em ngủ, ok bao nhiêu đó là đủ rồi. Yêu nhau mới núi cũng trèo, mới sông cũng lội, có cái gối lèo leo hoài không qua. Hay mà không ngủ. Anh chỉ cần gặp em để nhìn em, đi uống cà phê, đi xem phim, ăn uống với em được rồi. Sao trong đầu là có cái tư duy anh chỉ cần gặp em ôm em ngủ là được? Không, ý là nói là em trả lời đúng cái trọng tâm câu hỏi. Quan điểm về việc giữ gìn cho bạn gái đến khi kết hôn. Thì em đã giữ cái quan trọng nhất của bạn gái đó. Ráng giữ đi, đến một ngày nào đó đưa cho thằng khác. Đúng rồi. Đúng rồi. Em vừa ý với câu trả lời của bạn ấy không? Ta không vừa ý lắm. Không vừa ý chỗ nào? Cái việc ôm ngủ là được rồi đấy chị. Em cũng nhìn giống như chị là chỉ đi ăn, đi chơi, xem phim rồi đi về. Em cũng nói rồi mà, cái việc đó không quan trọng. Không vui vẻ, không có sự dâng hiến thì nói chung là sự nó là ép buộc thì điều đó là anh không thích. Ý anh nói tới một ngày nào đó rủi em tự dâng hiến á thì anh sẽ không từ chối, đúng không? Còn nếu em không thích thì anh vẫn sẽ giữ gìn cho em đến ngày kết hôn, đúng không? Nhưng mà giữ gìn nhưng mà có vui vẻ happy trong người, không ai là quậu quọ, cắn rõ, phá chuồng. Kiểu như không được là bực bội đó, có không? Em cũng chia sẻ luôn. Thì em ví dụ như gặp nhau mà bạn gái không muốn vượt rào, đúng không chị? Đúng rồi. Bạn gái vẫn em ở lại đêm đó, bạn gái không muốn bỏ em một mình ở khách sạn, em vẫn có thể nằm bên bạn gái ngủ bình thường. Báo thức ngay bên tay em vẫn ngủ, em muốn ngủ là em ngủ. Đúng rồi, ta đắc đạo rồi mà. Tâm đi. Nên là ví dụ như em không thích thì... Nhưng mà bỏ ý tưởng nó ra đi nha. Cưng em... vẫn ngủ nhà trọ, ngủ khách sạn nha cưng. Chị không có mời vô nhà nha cưng. Nào mà người ta nói dân hiến đó đã. Còn người ta nói không dân hiến thì làm ơn. Dạ. Đứng xa xa ra có khoảng cách.
Rồi thôi bây giờ nè, quay lại vấn đề chính. Theo như cảm nhận của chị thì đây cũng có thể là một cặp đôi rất là hợp lý đó. Anh chàng này thật ra không phải là dữ dằn đâu. Anh chàng này là chàng sống tình cảm. Nếu như chúng ta nắm được cái mấu chốt thì chúng ta vẫn có thể điều khiển được. Đó là theo quan điểm của chị nha. Còn em điều khiển được hay không là chuyện của em nha. Còn ngược lại thì đây là một cô bé cũng rất là cá tính đó. Không phải cổ nói truyền thống, nhưng đối với Tường thấy là không phải là một cô gái truyền thống, mà là một cô gái có tư duy cũng khá là hiện đại, suy nghĩ mọi việc thông minh, nhạy bén mà có thể nắm bắt được tình hình. Rồi bây giờ mời hai bạn đặt tay vào nút bấm cho em. Xin một câu để chị được. Nói chung là anh biết anh có nhiều cái gọi là không được ok lắm, hoặc mắc lắm, nhưng anh dám chắc chắn một điều, nếu ngày nay em hẹn hò với anh thì sau này anh sẽ làm cho em không phải hối hận về quyết định ngày hôm nay. Hãy cảm nhận, em muốn nói gì với anh không? Hãy phụ nữ thì cũng e thẹn để người ta trả lời bằng cái nút bấm ha. Nhưng chị nghĩ anh ấy nói thật đó. Với kinh nghiệm của chị là anh ấy nói thật đó. Những cái người nhìn nguy hiểm nhưng thật ra là rất là bình yên. Đặt tay vào nút bấm đi bạn. Nhắm mắt lại. Suy nghĩ thật kỹ nha. 1 2 3. Lý do sao em không bấm? Em xin lỗi anh, em chưa cảm thấy anh phù hợp cái đúng cái mẫu người mà em đang tìm. Ok, không sao em. Mình không có duyên. Nhưng mà dù sao anh cũng chúc em được hạnh phúc trong cuộc sống. Dạ, em cảm ơn anh. Thật sự là cặp đôi này Tường rất là tiếc. Những cái ca không bấm Tường không tiếc, nhưng mà cặp này là thật sự Tường tiếc. Nhưng mà cái cảm xúc thì khó nói lắm. Phụ nữ sống bằng cảm xúc mà. Nếu mà người ta chưa cảm thấy rung động thì không thể ép được buộc được. Mà như vậy mới là tôn trọng đối phương. Vẫn còn có cơ hội để làm bạn sau chương trình, rồi để tìm hiểu nhau nhiều hơn. Thì Tường cũng xin thay mặt chương trình chúc cho hai bạn sẽ sớm tìm được một nửa yêu thương của mình. Dạ, cảm ơn chị. Thôi đi ăn nhậu với bạn bè đi rồi bay về lại trên núi ha. Tu hành thêm đi. Rồi, hy vọng em gái cũng sớm tìm được một nửa yêu thương của mình nha. Hi, tạm biệt cả nhà nhé. Hẹn gặp lại quý vị một khung giờ rất là quen thuộc của chương trình Hẹn Ăn Trưa, 10 giờ sáng thứ 3, thứ 5, thứ 6, thứ 7 hàng tuần trên kênh YouTube MCV Media. Và bây giờ các Tường xin chào và hẹn gặp lại. Nhẽo hả? Mình đúng rồi. Nhẽo với ai? Ai thân với em là em nhẽo. Cái đẹp của em là cái đẹp như thế nào? Giống mi du rồi. Giống mi du rồi. Giống mi du rồi. Giống mi du rồi đó. Trời ơi, làm gì? Hân tặng quà, cảm ơn. Gặp một con rồi. Ủa, có đây ai tặng tôi vậy? Chào mừng quý vị khán giả đã đến với chương trình Ghép Đôi Thần Tốc. Xin cảm ơn ứng dụng hẹn hò và giữ lửa tình yêu Speak Couple đã đồng hành cùng với chương trình. Kính thưa quý vị, một tuần đã trôi qua và ngày hôm nay nhân vật chính của chúng ta sẽ là ai? Không đợi quý vị chờ lâu nữa đâu, Cát Tường và Hứa Minh Đạt cũng đang rất là nôn nao rồi. Dạ, đúng hôm rồi. Nay không biết là nam thanh nữ tú như thế nào, họ có những chiêu trò gì, tài năng gì sẽ thể hiện. Đúng vậy, nhưng mà ngày hôm nay hai chị em mình mặc bộ đồ xanh, hy vọng sẽ ghép đôi được hai cặp. Xin mời quý vị. Và ngay bây giờ xin mời quý vị cho một tràng pháo tay thật lớn để chào đón hai chàng trai của chúng ta bước ra sân khấu. Và bây giờ chào đón hai bạn nữ bên đàn gái, xin mời. Oh.
hai cặp đôi của chương trình ngày hôm nay đã tạm thời chúng tôi đã ghép sẵn hai một cặp đỏ một cặp xanh rồi. Bây giờ em chàng trai ngồi ở ghế màu đỏ sẽ là người giới thiệu đầu tiên. Em tên là gì? Dạ, trước hết thì em xin phép được gửi lời chào đến chị Cát Tường, hai bạn nữ xinh đẹp ở bên kia. Trời, chưa thấy bạn nữ xinh đẹp luôn ha. Cùng với các quý vị khán giả có mặt ở đây. Em xin giới thiệu, em tên là Tấn Trung, em đến từ phố núi Gia Lai, em đang sinh sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh. Sống ở thành phố lâu chưa? Dạ, em sống ở thành phố Hồ Chí Minh này cũng hơn 10 năm rồi. Hiện dạ. tại đang làm công việc gì nè? Dạ, hiện tại em đang làm giám đốc phát triển kinh doanh ở mảng gym yoga. Gym yoga, quận mấy? Tất cả các quận. Tất cả các quận luôn. Hiện tại em đang sống với ai, sống ở đâu? Dạ, hiện tại thì em đang ở chung với em trai. Còn gia đình mà còn ở trên Gia Lai? Dạ đúng rồi, tất cả gia đình và em gái ruột của em ở Gia Lai. À, mình dự định là sau này sẽ lập nghiệp ở thành phố luôn hay là mình sẽ về quê? Lập nghiệp thì chắc chắn là ở trên thành phố rồi ạ. Nhưng mà dự định của em sau này thì em sẽ phát triển cả ở thành phố cũng như là em sẽ cũng bay bay về với quê. Nói chung bây giờ tuổi trẻ là mộng ước rất là cao đúng không? Tuổi trẻ tài cao. Điểm mạnh điểm yếu của em là gì Trung? Em rất là kiên trì và được quy về một chữ đó là chịu nhẫn. Nhẫn tức là em có thể nhẫn nhịn, nhẫn nại và chịu khó, chịu thương, chịu khó và em làm gì cũng được. Còn nhược điểm của em thì em sẽ bắt đầu là hơi khá chậm nhịp so với tất cả mọi người. Người ta có thể học nhanh hơn em rồi hay là tiếp thu trước em. Nhưng mà em sẽ bắt kịp chậm hơn. Chậm mà chắc em ơi. Đúng rồi. Nhưng mà được một cái đó là khi em đã bắt kịp được rồi á thì cái gì em cũng tới được. Ok, vậy rất là tốt. Dạ. Những lúc rảnh rỗi thì Trung làm gì, sở thích của em là gì? Dạ, sở thích của em đó là đá bóng ạ. Đá ở vị trí nào? Vừa là tiền vệ vừa là hậu vệ. Đó là một vài thông tin cơ bản của bạn Tấn Trung ngồi ở ghế màu đỏ. Trời, bạn Tấn Trung nói chuyện nhã nhặn dễ thương quá, em còn chần chờ gì nữa. Cô gái ngồi ghế màu đỏ em giới thiệu về mình đi. Đầu tiên cho em được gửi lời chào đến anh Hứa Minh Đạt, Cát Tường, các bạn đang có mặt ở đây và cùng toàn thể các anh chị, cô chú và mọi người đang có mặt trong buổi ngày hôm nay. Trời, dễ thương quá chừng luôn. Em tên là Mỹ Hạnh. Mỹ Hạnh. Hôm nay dạ em 24 tuổi. Em sinh ra và lớn lên tại thành phố Quy Nhơn. Nhưng em hiện tại đang sinh sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh. Và hiện tại em đang làm bên chuyên ngành marketing. Em ở thành phố Hồ Chí Minh được bao nhiêu lâu rồi? Dạ em vào đây từ năm 2016. Em vào đây với ai? Em vào đây một mình. Một mình. Điểm mạnh điểm yếu em là gì? Điểm mạnh của em thì khá là hòa đồng, năng động và chăm chỉ. Điểm yếu? Dạ, sorry anh, lâu lâu em bị hay lắc, đó cũng chính là cái điểm yếu của em luôn đó. À, đang không biết mình đang nói gì hả? Dạ, ý là lâu lâu dạ bị lắc nhẹ và đôi khi em hay quên một tí. Và ở lúc hồi nãy em cũng có giới thiệu là chăm chỉ là điểm mạnh của em. Nhưng đôi khi nó cũng chính là cái điểm yếu anh. Tại vì bình thường là em chăm chỉ, em lo học lo làm quá nên bây giờ em vẫn độc thân đến bây giờ. Và em nhiều khi, bây giờ em lại muốn là nhiều khi muốn một mình nhưng sợ cô đơn. Nhiều khi muốn một mình nhưng sợ cô đơn. Trời ơi, đang nói mà hát luôn á trời. Thì em mới quyết định là đăng ký tham gia các đôi thần tốc để em có thể hy vọng là nhờ anh Hứa Minh Đạt, chị Cát Tường em có thể gặp được một nửa yêu thương của mình ngày hôm nay. Trời ơi, em thấy mạnh em là vui tính, dí dỏm đó trời. Dạ, hay quá chừng. Sở thích em là gì vậy ta? Sở thích của em là thường em sẽ nghe nhạc nè. Em sẽ đọc sách nữa. Lâu lâu thỉnh thoảng em còn cắm hoa. Hoa. Dạ. Anh thấy em cầm theo cây sáo nữa kìa. Dạ, lát nữa thì sĩ mình sẽ chốt tài. Có cầm theo cây sáo nữa. Cái gì? Cái gì? Có cầm theo cây sáo nữa. Ồ, sáo. Sáo luôn. Sáo có một cái sáo. Trời ơi. Không cái sáo đâu vậy? Sáo của chị. Chị thổi sáo luôn. Chút xíu nữa hai đứa mình sẽ song tấu nha. Trời ơi. Ghê. Thời thế đã tạo rồi. Luôn. Chúc mừng em. Hay quá. Ở đây mình có hai cây sáo. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ qua tới cặp màu xanh cái đã nha. Hello, chào em trai, em giới thiệu về mình một xíu đi. Em tên là Đào Khắc Duy. Em đến từ Long An. Em sinh ra và lớn lên tại Long An và làm việc tại Long An. Nghề nghiệp của em là kỹ thuật viên sản xuất. Sản xuất gì cưng? Dạ, sản xuất điều chỉnh những cái máy để sản xuất dài. Công ty dài. Rồi, chị hiểu rồi. Rồi, điểm mạnh điểm yếu của em là gì Duy? Vui vẻ, hòa đồng, cũng thân thiện với mọi người, cũng dễ thích nghi với những môi trường khác. Còn điểm yếu thì em hơi nóng tính với lại hơi rụt rè với đám đông. Lúc rảnh rỗi thì mình làm gì nè? Lúc rảnh rỗi thì em hay nhạc, ca hát hoặc là đi uống cà phê với bạn bè. Rồi bây giờ ví dụ có bạn gái trên thành phố thì mình dự tính như thế nào? Có bạn gái thì em vẫn sắp xếp đi lên đi xuống bình thường. Vậy hả? Hôm nay đi lên đây mất bao lâu?
Dạ, lên đây khoảng tiếng. Một tiếng đồng hồ, vậy cũng gần, giống như ở thành phố mà mình ở Gò Vấp mà qua quận 7 thôi, nó cũng mất một tiếng ha. Thì Long An thành phố nó cũng y chang vậy à, không khác gì hết. Đây là chàng trai Chàng trai ở ghế màu xanh. Chàng trai Long An. Đúng rồi. Miền Tây, giống anh. Còn em tự giới thiệu về mình đi, cô gái ngồi ghế màu xanh. Chào anh Hứa Minh Đạt, chào chị Cát Tường và chào hai anh bạn bên kia. Em tên là Phượng Liên, năm nay em 22 tuổi, hiện em đang là thực tập ngành marketing. Sinh sống ở đâu, quê dạ, quán? Quê quán em miền Tây luôn. Miền Tây là ở khúc nào vậy? Dạ em ở Tiền Giang. Ở Tiền Giang, xa hơn Long An chút xíu. Dạ, còn hiện tại thì em đang sống ở thành phố Hồ Chí Minh. Ở đâu, quận mấy? Dạ em ở Gò Vấp ạ. Gò Vấp hả? Đi ngang qua Gò cái bị dắt tụm nhớ nhà em đúng không? Dạ em ở kế nhà chị Cát Tường. Dạ em ở kế nhà chị Cát Tường. Trời, ở kế nhà chị Cát Tường, hàng xóm á, Tường ơi. Ủa, hàng kế bên. Ở kế bên ủa luôn. Trời ơi, kế bên mà không biết nha. Thì bà... là nhiều khi dắt ở bên đó mà té vào nhà chị luôn. Giỡn thôi. Trời, con dắt con thương cô. Ủa vậy hả? Có thương cô hoài luôn. Trời chết ơi, rồi, nhiều khi vô tình quá. Tại nhiều khi ngoài đường cô cũng đang đĩa trai không đó em. Cô lên đây cô làm mai cho mọi người chứ ngoài đường cô cũng đĩa dữ lắm, cũng chưa kiếm được ai cho mình hết trơn. Lỗi em nha. Rồi từ nay về sau mà nghe chào cô sẽ nhìn. Có điểm mạnh điểm yếu chưa? Có sở thích chưa? Chưa, bắt đầu nè. Bây giờ hàng xóm. Dạ. Điểm mạnh điểm yếu gì nè? Vui vẻ, hòa đồng, dễ thích nghi với môi trường mới. Còn điểm yếu là nó hơi ngược lại với điểm mạnh một chút xíu là em hơi sống hướng nội. Hướng nội là như thế nào? Dạ, em ngại đám đông á. Nãy giờ tim em đập bịch mà em... Sợ đám đông? Dạ, nhưng mà em thẳng tính. Nên đặc biệt là em... Hay nhõng nhẽo hả? Bình thường nhõng nhẽo với ai? Ai thân với em là em nhõng nhẽo. À... Ai thân với em là nhõng nhẽo. Có tài năng, có sở thích gì không? Dạ, em biết nhảy. Biết nhảy hả? Wow. Biết hát không? Dạ, em hát vui được. Hát vui? Bên kia có ai hát vui không? Có, nhưng bây giờ thì nè, từ cặp một đi. Từng cặp một bây đúng giờ không chị? Thứ tự đi, cặp tự mình thấy có cái cặp sáu nè. Đâu, hồi nãy cặp sáu gì ra chị thổi, ai thổi vậy? Nè, cặp sáu nè, trời, chắc lẽ tôi được sao mà thổi. Wow, ghế màu đỏ là có cây sáu luôn, cô gái ghế màu đỏ có cây sáu luôn. Thôi bây giờ mình giải trí một xíu đi Tường ơi. Bây giờ chúng ta sẽ đến với chương trình giải trí ngày hôm nay. Bây giờ em với bạn cái đỏ đó em tự giao lưu đi. Rồi thử coi bạn bạc có thổi khúc sáo nào chung được với nhau không? Em ơi, anh với em thổi chung một bài nha. Được anh ơi. Được em ơi, đây. Bạn với nhau coi. Hiện tại thì mình sẽ thổi bài nào ta? Mình thổi bài thần thoại đi ha. Thần thoại hả? Bộ phim thần thoại à. Tè 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 la la tè la. Tè 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 la la tè la. Tè tè la tè la tè la. Đó. Đó đây, thổi miệng. Rồi. Thổi miệng thôi, giờ nghe thổi sáo nè. Diễn rồi cặp xanh rồi không? Ghi. Hát đi. Hát nha. Dạ. Hát rồi em hỏi bạn gái bên màu xanh coi có hát chung gì được với nhau không? Bạn nữ ghế màu xanh có thể song ca chung với mình bài hát. Dạ được ạ. À. Bài gì? Anh song ca luôn. Anh ơi ở lại. Được không em gái? Em hát được không? Dạ được. Lần không lần không yêu nhau. Tại vì thôi bao nhiêu lần yêu vỡ nát nữa rồi. Bởi vì hôm mưa em đưa chiếc ô đã làm trái tim anh có cầu vồng. Và cầu vồng chỉ có khi mưa vừa tan. Em cùng rời đi khi em hết yêu. Vì sợ cô đơn nên anh mặc kệ đúng sai. Tiếp luôn em hát luôn. Đưa đôi bàn tay ấm áp cho anh. Chỉ cầu xin anh, em đã rất đau. Và đừng làm mắt em vươn vấn thêm buồn.
Dù có em trăm người mà trái tim không tươi thì vẫn cô đơn vậy thôi. Oh, có người vẫn cô đơn vậy thôi. Thôi câu cuối nghe nó sao xuyến thế nào với Tường? Hai đứa mình có cần làm cặp luôn không? Dạ thôi đi. Không. Vậy thì bây giờ mình tâm sự tiếp. Tâm đi. Sự đi. Bây giờ tại cái câu cuối là dù có yêu trăm người nhưng mà vẫn cô đơn vậy thôi. Ờ. Vậy thì mình phải kể là làm sao cho hết cô đơn cho hai cái cặp đôi này nè. Hai cặp đôi dễ thương quá nè. Bây giờ vô tình trường cho chị. Vô nè. Tình trường đi nè. Rồi tình trường em như thế nào chàng trai cái đỏ của tôi? Nếu mà chị nhớ thì hồi trước em có em ế đến độ mà em phải tham gia bạn muốn hẹn hò. Chạy ra đi mua cái mắt kính liền. Mình kiếm mà mắt kiến rồi đó. À có tham gia bạn muốn hẹn hò rồi hả? Mà lúc đó có bấm đúng không? Có bấm nút cách đây khoảng năm từ năm 2016. 2016 lúc đó có bấm đúng không? Dạ có bấm luôn. Rồi rồi về có được hẹn được bao lâu? Dạ hẹn được ngày. Có gì vậy? Sao một mối tình thật chết thật. Rồi tới giờ luôn đó. Dạ, là 6 năm sau vẫn ế luôn lại tới đây tìm chị. Dạ. Trời ơi thương quá, vậy trách nhiệm chị nặng nề quá. Dạ, rồi bây giờ không để lần thứ hai ông với chương trình khác mà không ổn nữa. Từ đó đến giờ thì em cũng trải qua được tổng cộng là 3 mối tình. 3 mối tình. Dạ, xuyên suốt 3 mối tình thì nói chung là mối tình nào em cũng trân trọng hết. Ừ. Mà bị chung quy lại 3 mối tình thì cũng đều là người ta ra đi hết. Lý do? Dạ, lý do thì thời điểm bắt đầu á, tại vì do là em lúc đó cũng vừa mới ra trường thì cuộc sống là còn mưu sinh nữa nhiều. Dạ, thì nói chung là ba mối tình kết thúc với em thì cũng chỉ vì một từ nghèo. Nghèo. À. Rất là thương ha. Bây giờ ổn rồi ha, bây giờ ổn rồi. Bây giờ chị hỏi nghiêm túc là về công việc, sự nghiệp, về cái kinh tế của em đã ổn định hơn chưa, đã tốt chưa? Dạ, thì sau ba mối tình đó thì trước hết thì em không có trách hay là gì hết. Tại vì cái đó thì mình phải cảm thông đối với người phụ nữ, thật sự là cái tuổi thanh xuân của người phụ nữ nó rất là ngắn. Đúng. Còn đối với cái tuổi thanh xuân của người con trai thì nó dài. Dài hơn nên phụ nữ không thể chờ đợi được lâu. Chính xác. Thế vậy nên em luôn tôn trọng tất cả mọi thứ. Mà bên cạnh đó, ngoài vấn đề thông cảm thì nó cũng là một cái mà động lực cho em. Động lực để em cầu tiến hơn, em làm nhiều thứ tốt hơn. Nên sau khoảng thời gian đó là em gần như em lao vào công việc rất là nhiều luôn. Ngay cả em cũng có đi diễn cả nghệ thuật nữa để em kiếm tiền luôn. Đó, em cũng là một trong số những người mà được vào Việt Nam Got Talent. Rồi. Ồ, là em diễn cái gì? Học em diễn Kung Fu. Kung Fu? Thổi sáo đâu có Kung Fu nữa. Dưới tăng à? Một lát nữa, cho con mấy cô gái Kung Fu. Bây giờ quay lại vấn đề kinh tế thì em đã cảm thấy tự tin chưa trong thời điểm này? Dạ thì đó thì sau đó thì em rất là nhiều luôn, em làm việc công việc chính nè, em làm công việc phụ để em có tiền, nói chung cái gì em cũng làm hết luôn. Tới thời điểm hiện tại thì em đã ổn định. Thì giải nên em mới quyết định quay trở lại để em tìm xem thử coi có cái mối nhân viên nào. Nãy em nói với chị năm nay em bao nhiêu tuổi? Dạ 31. 31. Nếu như bây giờ mà tìm được cái người mà tâm đầu ý hợp, tìm hiểu thì em nghĩ là khi nào anh đã sẵn sàng, khi nào mình có thể kết hôn được. Nếu mà đến sớm hơn thì càng sớm càng tốt. Em đối với em thì có nghĩa là mình đã sẵn sàng cái tâm lý của mình rồi. Dạ. Đúng chưa? Dạ đúng, muốn lập gia đình. Coi như là cảm ơn những mối tình đã qua giúp cho mình có sự trưởng thành ngày hôm nay ha. Dạ. Em muốn tìm một người bạn gái như thế nào? Thứ nhất đó là xinh đẹp, dễ thương, đảm đang, hiểu tâm lý, biết chia sẻ. Cái đẹp của em là cái đẹp như thế nào? Như thế nào là đẹp? Phải có cái mẫu chuẩn mực như thế nào chứ? Giống như vui à? Giống như vui à? Giống mi du rồi đó. Mi du luôn mà. Tại vì em phân dễ thương đúng không? Dễ thương, tân hình, tân đói. Rồi bây giờ tới em đi nè. Cô gái ngồi ghế màu đỏ với Hạnh. Dạ. Tâm sự chuyện tình yêu của em coi, em trải bao nhiêu chuyện tình rồi? Dạ, em không biết cái anh này anh Đạt có coi là mối tình hay không. Nhưng mà em có một tình yêu học trò. Tình học trò. Một cái mối tình duy nhất. Mối tình duy nhất là học trò. Dạ, trong sáng dễ thương. Em dễ thương. Dạ. Rất lớp mấy? Dạ hồi đấy tụi em học lớp 11. 11. Tụi em đã nhau khoảng năm lớp 11. Nhưng mà sau đó vì em và bạn cũng muốn học và tập trung học và để theo đuổi những cái đam mê lên đại học hơn. Thì tụi em đã quyết định là không ở bên nhau nữa để mà có thể theo đuổi được những cái giấc mơ của mình. Mẫu người lý tưởng của em là gì? Là một người chững chạc, chín chắn, trưởng thành. Sống hướng về gia đình, nghiêm túc trong chuyện tình cảm, biết theo đuổi đam mê của mình. Tại vì em là một người khá là nghiêm túc trong chuyện tình cảm, nên là em mong bạn nam cũng như vậy. Bên kia là anh thấy là có hết á. Bây giờ cần ngoại hình gì nè? Gọn gàng sạch sẽ, ưa nhìn là được. Mình không, cũng không có quá quan trọng về ngoại hình đó anh. Gọn gàng sạch sẽ là được rồi đúng không? Trời ơi dễ thương quá chừng, bên đây cũng đã quá. Sẵn sàng có thể lập gia đình rồi đó. Là hai bên có tục khớp với nhau. Tại vì nãy hai người cũng thổi sói,
chung thần thoại nha. Có lẽ bên đây là Thành Long, còn bên đây là cô gái Hàn Quốc. Thần thoại gì chăng? Okay, để đi với chàng trai ghép một xanh nha. Dạ, em trải qua hai mối tình. Mối tình thời sinh và mối tình lúc em đi làm. Thì mối tình là học sinh thì giống như tình yêu tuổi học trò vậy. Cho nên lớn lên thì mỗi đứa một đường vậy đó. Còn mối tình thứ hai của em thì em gặp trong môi trường làm việc của em, tìm hiểu nhau khoảng 2 năm. Sau đó thì ở những cái giai đoạn chịu bị áp lực về công việc á, em không có cân bằng giữa công việc và cái tình yêu được. Cho nên đứa chia tay sau gần 2 năm tìm hiểu, tay khoảng 5 tháng. Rồi bây giờ em muốn tìm một người như thế nào? Tìm bạn nữ thì dễ nhìn, cao 1m55 trở lên, có lòng nhân ái yêu thương mọi người. Thích cái dạng hơi cổ điển xíu phải không? Dạ. Yeah. Được thì khi nào em sẽ tiến tới hôn nhân được? Tìm hiểu thì mới hết năm nay, năm sau cũng là tiến tới. Năm sau? Dạ. Họ thứ là sẵn sàng hết chưa? À, mình sẽ lớp ở đâu làm dâu hay là mình sống riêng? Dạ, tại em là con út cho nên phải làm dâu. Nhà đông anh chị em không? Dạ, có hai anh em thôi. Em là út, anh hai. Có hàng xóm. Em kể về chuyện tình yêu mình đi. Về tình trường thì em có ba mối tình chính thức. Mà hai mối tình trước là tuổi học trò cho nên là không mấy nhớ lắm. À, mối tình đầu đúng không? Dạ. Rồi sau đó? Sau đó là mối tình gần nhất của em là mối tình hồi năm 2 đại học. Mối tình giống trong phim Tiếng Sét Ái Tình. Tiếng Sét Ái Tình hả? Dạ, em gặp bạn đó ở trong trường, kiểu giống như chị Tường mỗi lần đi ngang nhà em vậy. Em nhìn là em biết liền. Khi thì em mới chỉ thằng bạn thân là: ê, tao thích thằng này nè, tình mày biết nó không? Mình vô tình anh bạn của thằng bạn thân em luôn. Tên nhắn liền cho cái anh đó là nó đuổi cái bút em qua để nó nè, nhỏ này thích này nè, nhỏ này thích này nè, trời. Vô tình ha, không biết cái vô tình hay thêm cái chuyện cái vô tình hợp quen nhưng mà xui quá là mắc dịch không có gặp nhau nhiều. Dạ đúng là tiếng Sét Ái Tình luôn á, nghe cái đùng cái rồi xong hai người gặp nhau, rồi xong nhắn Facebook, rồi xong rồi dịch, xong rồi chia tay, không biết lý do, chưa kịp tìm hiểu gì hết luôn. Dịch nên nó hại nhiều người lắm. Ơi, bây giờ hết dịch rồi nè, bây giờ em muốn tìm một người bạn trai như thế nào? Em muốn tìm một người bạn trai trưởng thành, chín chắn, có chí cầu tiến. Em không thích mỗi đàn ông hiếu thắng hay là hay chém gió hay nổ. Xào xào không? Dạng như sọc xạo là ghét lắm. Em thích người nói ít làm nhiều. Có mẫu hường người lý tưởng như thế nào không? Bóc dáng rồi. Dạ, em mẫu hường lý tưởng của em cũng muốn mình thường đẹp trai, cao trên 1m8. Trời ơi trời, đẹp trai. Cái này là chắc nam chính trong phim Tiếng Sét Ái Tình đúng không? Em giỡn, em mẫu người của em đơn giản lắm, ưa nhìn cao trên 7 là được. Trên 1m7 là được. Em có dự định là khi nào lập gia đình chưa? 5 năm nữa. 5 năm nữa luôn. Trời ơi, 5 năm nữa luôn hả? Thì hỏi chuyện vậy. Bây giờ thí dụ như cô bên đó vừa đúng ý em mà nè, 5 năm nữa cũng mới chịu lấy lập gia đình thì em có chờ nổi 5 năm không? Thì nào em muốn lấy vợ. Khi nào mà mình quen thì mình cũng có thể rút ngắn là được mà. Rồi. Đâu có gì đâu. Nhưng mà bây giờ người ta rất rõ ràng mẫu người cao bao nhiêu, cao nhiêu nhiêu. Em có cái mẫu chuẩn lý tưởng của em không? Chị mới tìm được. Có, em cũng có cái sơ đồ bát quái của em. Cái sơ đồ bát quái của em. Sơ đồ bát quái. Cái gì rồi? Cái này là cái... Ủa gì vậy? Phong thủy. Thầy thò mà có sơ đồ bát quái gì vậy nè? Ồ, hàng gì hồi nãy tôi nghi nghi, tôi ngồi tôi nhìn. Ủa, cái này là sao vậy đâu vậy? Nghe coi. Tí sủ dần mèo thình đi ngó mùi đó dấu tốt thôi. Trời ơi. Tham hợp, tứ lệch xung rồi em thích cái gì đâu nói vậy. Là cái em gì? Em gì? Trời, em dấu. Dấu. Em là dấu. Dấu. Dấu với mèo. Là hợp hả? Ừ, dậu cái màu đỏ đường đỏ vậy sủ tỵ dậu sủ tỵ tí tỵ sủ dậu chị tỵ nè hợp với chị không là bữa ngày hôm nay là em tìm tuổi nào mà chị cũng được sủ với tỵ sủ với tỵ bên đây là em là tuổi gì ạ à? Em cũng tuổi cũng dần à đây em tuổi gì ạ à? Em tuổi thìn tuổi thìn ha nó không dần có hả? Luôn dần mà tên tuổi dậu hả thìn hả kỵ là thằng nào không có kỵ thìn gì không có kỵ thìn đây là không có ai tam hợp với em đâu nhưng mà cũng không có tứ hình xung dạ, được nếu có hợp thì có mình hợp với chị thôi chị tỵ ghê vậy là em sinh năm 81 hả 93 trời ơi nó còn nhỏ hơn giáp nữa hả hợp gì khoán sẵn coi cho bạn luôn sẵn coi hàng xóm luôn trời coi tuổi gì coi luôn mùi mùi hỏi mẹo mùi ở đây là có thìn với lại dần sau khi cái bát quái này ra hai em mình vô vòng cuốn xoáy rồi quá
không có hạp mà cũng không có kỹ, không hạp không kỹ, nói chung là không có hạp không có kỹ, nói chung hên xui đi, từ từ đi, bắt đầu gặp nhau mới biết hợp hay không hợp. Trời ơi, ổng đi tới chương trình ghép đôi thần tốc mà ổng cầm bùa theo thôi em à, chị không có cái này mà chị đã ế rồi đó em à, em cầm cái đó em ế nữa đó. Bây giờ em cầm với em coi khán giả coi ai giống giống không, em tới cái này có ai tỷ với tôi sủ không quý vị, khổ tâm quá. Có không đó, tuổi tỵ kìa, hợp với em đó. Không được, em có chơi bên đây chơi, em có chơi bên đây chơi. Okay, người thân, người thân, người thân. Đó, hai đứa chơi BD kìa. Em đi theo anh đây là đi theo ủng hộ ai? Dạ, em xin chào anh Đạt, xin chào chị Cát Tường và tất cả mọi người đang xem chương trình. Em tên là Trung Hiếu, em nay là em đến đây là em là người thân của bạn Khắc Duy. Dạ, tuổi thân. Tuổi thân, tuổi rồi, tuổi tỵ chứ rồi. Nãy giờ em ngồi em theo dõi thì em thấy hai bạn nữ ở đây rất là dễ thương, đẹp, nhưng mà em riêng em có nghiêng về bạn nữ ngồi ghế xanh thì bạn cũng rất hợp với bạn Duy. Chị cũng thấy vậy đó. Hy vọng bạn Duy sẽ cố gắng chinh phục được bạn nữ ngồi ghế màu xanh. Rồi. Rồi chào em gái bên đây. Em chào anh Đạt và chị Tường ạ. Dạ em là bạn của Mỹ Hạnh ạ. À Mỹ Hạnh. Hạnh. Em tên gì cơ? À em tên là Tuyết Anh. À em tuổi gì luôn ạ? À? Em tuổi gì luôn? Em tuổi tỵ ạ. Trời ơi thấy kìa. Tuổi coi chừng kinh sợ. Hai người bạn thân, hai người bạn thân nha cưng. Đây là hai người bạn thân nha. Từ từ bình tĩnh. Rồi. Hoang mang quá. Rồi em nói ý kiến của mình đi. Nãy giờ thì em ngồi em nghe và em thấy là cả bốn bạn đều rất là dễ thương, rất là xinh đẹp. Hai bạn bên này thì ngoại hình rất là ưa nhìn. Mọi người đều rất là háo hức để được gặp nhau. Và em thật sự em ngồi đây em cũng muốn là các bạn được gặp nhau sớm sớm để mà biết được là cái cảm giác đầu tiên á, mình gặp nhau rất là quan trọng á. Không, nhưng mà em nãy giờ em ngồi với em quan sát á thì Hạnh sẽ hợp với lại bạn ngồi ghế màu đỏ hay là màu xanh hơn? Em thấy bạn Hạnh sẽ hợp với bạn áo xanh hơn. Wow. Ghế xanh hơn hả? Ok, cảm ơn em. Đó, nó phải có cái ý kiến đúng như vậy. Đúng rồi. Còn chờ gì nữa chị? Đôi hai đôi trẻ gặp nhau đi. Giây phút vậy. Bây giờ xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng đón xem cái giây phút này rất là long trọng và nó quan trọng. Hoành tráng. Đó chính là Mở cửa trái tim. Anh Trơn. Trời ơi, quá là tặng quà như này là anh tặng cái khăn tròn cổ. Nó cũng biểu tượng cho sự gắn bó, chung thủy trong tình cảm. Anh cũng mong là đến với chương trình này thì hai đứa có cơ hội tìm hiểu và có thể tiến xa. Anh thấy nắm tay đã được. Ồ. Em cũng có tặng một cuốn sách. Em định là cuối sau này em chọn thì em mới tặng, tại vì anh đọc cái tựa của cuốn sách. Quyển sách mình nói gì khi nói về hạnh phúc. Em mong là ví dụ mà em với anh thích đến với nhau thì em mong anh trả lời giùm em câu hỏi đó. Wow. Trời ơi. Em nhớ nha. Sách tặng anh. Rồi qua tặng đi cưng. Rồi. Cảm ơn. Tuổi trẻ đáng giá bao nhiêu? Cuốn sách em cũng rất là thích. Phần tặng quà. Sắm ơi. Gặp màu xanh rồi. Ủa có đây ai tặng tôi vậy? Với anh này á. Ủa sao tiên sao chuyện qua tới tôi vậy là sao? Em xin nè tới bên đây nè. Đó gặp này tặng. Em cũng có một món quà muốn tặng cho anh. Mà một cái điều này cũng khá là bất ngờ. Anh mở ra đi. Có cuốn sách. Cũng một cuốn sách. Mình nói gì khi nói về hạnh phúc? Ủa gì vậy? Ủa, hai cuốn sách giống nhau vậy? Trời ơi, hai cô gái tặng hai chàng trai, hai đứa có quen nhau không? Ủa đi chung tiệm sách hả? Thật ra là đây là một sự trùng hợp rất là lớn. Lúc mà em bước vào phòng á thì em thấy cuốn sách này nằm trên bàn thì em mới nghĩ là ủa sao sách của mình lại từ cái túi mình bay ra. Nên lúc mà em đặt ra ủa sách này đang ở đây mà, sách kia là của ai mà ủa là thì hóa ra là của Liên. Ồ cái gì đó của hai cô gái. Cảm xúc đầu tiên của em là như thế nào khi mình nhìn thấy các cô gái của chương trình ngày hôm nay? Hai nữ dễ thương. Ừ. Sao xíu rung động gì chưa? Trong lòng mình có cái gì đó nó nhen nhóm chưa? Chắc cũng có. Chắc cũng có. Xác định được đối tượng nào chưa? Dạ. Trời, khó nói quá em. Đang rồi. Thế còn còn gì thì sao?
Hai bạn nữ thì rất là dễ thương, cũng có cảm tình với bạn ấy sao? À, có cảm tình, rất là thẳng thắn ha. Có cảm tình tấn công tới tấp liền. Hai cô gái mình thì sao ạ? Hai anh thì rất là lịch lãm, là đẹp trai. Lịch lãm, đẹp trai. Ngắn gọn, xúc tích. Em cũng trùng ý anh với sao? Em cũng cùng mình với anh nghĩa xanh rồi. Dạ. Tiền mỹ ghê vậy đó. Cái này lối xóm tôi nhiều khi là có tiệc vui sớm mà nha. Quên quên, bây giờ mình cho biểu diễn nữa chứ. Công phu, công phu. Một chàng pháo tay cho. Trời ơi. Em nhờ hai anh chị kiểm tra coi cái giấy dừa này thật hay giả chứ. Giấy dừa thiệt á. Đây chị thử coi chị tin không. Ê bậy. Vỡ đầu á. Ok. Nhờ bạn nữa. Các anh lên hỗ trợ. Giữ nha, giữ nha. Cái hạnh tướng đẹp lắm đó nha. Để cho em nắm cái tay lấy năng lượng. Trời ơi, chuyện năng lượng đâu. Ta lấy động lực luôn, ghê. Rồi, hôm nay em sẽ diễn là thể hiện sức mạnh của Nam Di ạ. Ô. Em sẽ đóng qua trái dừa bằng tay không. Trời dữ à, ghê vậy. Em mới có năng lượng rồi nha. Lưu ý là đừng nên bắt chước tại nhà. Cái gì? Vậy là chắc ở nhà em đâu có xài búa đâu hả? Năng lượng ở đâu, cái này không phải giỡn chơi đâu. Cái này mà không có là phục một cái là cái đinh nó xuyên qua đây nè. Dạ đúng rồi. Chị thấy sao cái màn trình diễn vừa rồi của anh ấy? Cocoon. Cocoon. Dạ. Có nghe phải nói đi chứ. Mày thử như cái năng lượng của em. Đó. Một ra một tay. Vậy là. Rồi, vô chỗ, vô chỗ. Chương trình hôm nay hấp dẫn à. Sau cái màn trình diễn cực cool, cực ngầu của anh thì em cũng muốn góp vui với mọi người cùng một bài hát. Tại vì em cũng là một người khá là học ngoại ngữ. Em có học tiếng Hàn, tiếng Nhật với lại là tiếng Anh. Thì sau đây em xin hát tặng mọi người một bài hát là Every Time We Touch. I still hear your voice when you sleep next to me. I still feel your touch in my dream. Forgive me my weakness, but I don't know why. Without you it's hard to survive. Could every time we touch I get a feeling, can every time we kiss, I wish I could fly. Can't you feel my heart beat fast? I wanted to let, need you by my side. Chị nhớ là bé hàng xóm của chị nói là nhảy kêu vũ gì đó nhớ không? Có nhớ không? Đúng rồi. Hôm nay chương trình của mình á, cái chuyện mà tâm sự, quan điểm tình yêu là nó thường rồi, cái đó tự nhìn vào mắt nhau, từ từ tìm hiểu. Hôm nay chỉ là cái chưa gọi là mình là phải show tài năng ra, qua đó mình mới là đo cái cảm xúc với nhau. Mọi người đồng ý không ạ? Ồ dạ. Chị tiếp nha. Rồi, mời em. Thôi đừng muốn có gì em té, anh nhớ đỡ em nha. Đó. Ôi trời ơi, nhắn nhủ kìa, đi ra hỗ trợ liền, té đỡ. Té em còn đỡ. Đó, đứng 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 nhấp nhép đằng sau để cho cô biểu diễn. Rồi. Trời ơi, tay nhau cái luôn là giữa sân khấu nè. Nói gì nói với cổ đi sau khi màn trình diễn vừa rồi. Anh thấy em rất là hợp với anh, rất là dễ thương. Và anh hy vọng là mình sẽ có thể tiến xa nữa. Ôi đó anh em, giờ một tuần anh gặp em được mấy lần? Chúng em muốn mấy lần anh đề xuất thế mình gặp em được sao? Dạ, vậy là được rồi. Cô có chịu về làm dâu Long An không? Dạ chịu. Dễ thương.
Nhưng mà em hay nhõng nhẽo lắm, ví dụ mà mấy lúc mà em nhõng nhẽo anh chị không được thì anh làm gì? Thì anh nhõng nhẽo cho em. Thì em nhõng nhẽo cho em. Trời ơi. Bây giờ đó rồi, cái cặp đỏ của tôi giờ có muốn nói năng gì nữa không? Không muốn. Cái cặp xanh tôi thấy chốt kèo rồi đó. Nắm tay nhắn nhủ gì không à? Có một câu hỏi dành cho anh à, là ba mẹ em cũng khá là khó tính đó. Thì trong lúc hẹn hò cũng có quan tâm tới cái việc mà thời gian về hẹn hò đi chơi đó. Thì thường là em hay về sớm. Thì cái việc này anh có cảm thấy khó chịu hay là sao? Đối với anh cũng bình thường, anh đâu có thấy khó chịu đâu. Tại vì nhà anh cũng khó mà. Sớm là mấy giờ? Dạ khoảng 9:30. Mấy giờ được đi? Thường em hay rảnh cuối tuần hơn. Thì em thường đi vào cuối tuần. Còn trong tuần thì bận, em khá là bận trong công việc mà học với lại là làm việc đó chị. Còn em còn câu hỏi nào nữa không? Em cũng có một câu hỏi nữa. Cứ hỏi tôi. Người khác hay nói là đàn ông con trai khi mà yêu, tán tỉnh và yêu, đến khi mà lấy về thì nó rất là khác nhau. Thì anh nghĩ sao về cái việc này? Theo những cái cách mà anh đánh giá, nó sẽ phụ thuộc vào cái tình yêu của hai cặp đôi đó. Cái thứ hai nữa là cái trung quy chăng nữa thì nó còn phụ thuộc vào cái định hướng của cả hai người. Đơn cử đại diện đối với anh đi, thì anh là một người khá khó trong cái chuyện tình yêu à, tại vì một khi anh đã yêu thì phải yêu hết mình luôn, khó thay đổi. Cảm ơn anh. Rồi em cũng hỏi là gì có không? Em gặp anh thì em có ấn tượng gì? Ấn tượng của anh là chân thật và hiền. Chân thật và hiền. Thôi, chị nghĩ là như đó đủ rồi. Tại vì hôm nay mình cũng đã giao lưu rất là nhiều. Thì bây giờ đến lúc quan trọng rồi. Mời các bạn đặt tay vào nút bấm. Và bây giờ là tới khoảnh khắc quyết định rồi đó. Và bây giờ là khoảnh khắc quyết định. Các bạn hãy hướng mặt về phía trước, nhắm mắt lại và lắng nghe tiếng nói của con tim mình. Đây là chương trình Ghép Đôi Thần Tốc, là nơi thể hiện cảm xúc chân thật nhất. Bây giờ là khoảnh khắc quyết định. Các bạn phải đưa ra quyết định của mình sau 5 tiếng đếm của Hứa Minh Đạt. 5 4 3 2 1 Thứ nhất đó là xinh đẹp, dễ thương, đậm đà, hiểu tâm lý, biết chia sẻ. Em mong là ví dụ mà em với anh sắp đến với nhau thì em mong anh trả lời giùm em câu hỏi đó. Là một người chững chạc, chín chắn, trưởng thành, sống hướng về gia đình. Tìm bạn nữ thì dễ nhìn, cao 1m55 trở lên, có lòng nhân ái được thương người. Dạ, bấm. Vậy thì tại chúng ta sẽ thấy là có một cặp đôi ngồi ở vị trí màu xanh là chúng ta đã kết nối được với nhau. Hỏi em gái một chút xíu, vì sao em lại chưa bấm? Em nghĩ là một cô gái dạng như là về và nói nhiều hơn sẽ hợp với anh hơn. Và em không gặp cô gái nào. Cảm ơn em. Còn em thì sao? Em xác định là em phải tới là để cưới á. Hồi nãy em nhắm mắt để cảm nhận cái con tim của mình có đúng hay không? Tại vì em cũng sợ là nếu mà em đưa ra cái quyết định mà nó không đúng thì em sẽ sợ làm tổn thương người khác. Cho nên là mình cũng chân thật với khoảnh khắc của cái cảm xúc của mình. Dạ. Chưa kịp mời nóng luôn rồi. Hàng xóm của chị á chị. Hàng xóm của chị nhớ có tin vui gì báo cho chị nha. Là chị Hứa Minh Đạt. Dạ không? Gia đình được thì chừng nào đám cưới được. Qua năm sau. Ráng đi, ráng chờ đi. Thì bây giờ phải dùng sức mạnh tình yêu chứ. Lời này là tới 5 năm lần đó. Bây giờ phải sao đi nha. Rồi. Các Tường xin gửi tặng cho các bạn, mỗi bạn là một phần sản phẩm cốt sức gà của công ty Quốc Việt Food, được sản xuất theo tiêu chuẩn FDA, giúp cho món ăn thơm ngon, tròn vị và tiện lợi hơn trong quá trình chế biến. Và sản phẩm này không có MSG và không có chất bảo quản. Gửi tặng cho em nha. Em. Rồi, gửi tặng cho em luôn. Nhận quà nhưng vẫn nắm tay nha Kim nha, chứ mấy cái này đừng có buông tay nhau ra. Chương trình cũng sẽ dành tặng cho các bạn một phần quà nhỏ, đó là một cái gói ruby của ứng dụng hẹn hò Speed Couple vừa ra mắt của nhà MCV, với những tính năng sẽ nâng niu tình yêu, giúp cho cặp đôi hiểu và yêu nhau nhiều hơn. Và đối với cặp đôi thất bại, các bạn đừng lo, chương trình cũng dành tặng cho các bạn phần quà, đó là gói premium của ứng dụng Speed Couple. Trong ứng dụng này các bạn sẽ được tư vấn bởi ông Mai và mối rất là duyên dáng nữa nha. Một ứng dụng hẹn hò mà với một môi trường an toàn, văn minh, thân thiện sẽ giúp cho các bạn độc thân tìm kiếm được một nửa yêu thương của mình. Quý vị khán giả thân mến, hãy nhớ đăng ký tham gia chương trình Ghép Đôi Thần Tốc bằng cách tải và cài đặt ngay ứng dụng Netlove. Hãy truy nhập ứng dụng Netlove để được đăng ký tham gia chương trình một cách nhanh nhất nha.
Cảm ơn ứng dụng hẹn hò và giữ lửa tình yêu Speak Couple đã đồng hành cùng với chương trình. Ứng dụng Speak Couple đã chính thức có mặt trên App Store và Google Play. Hãy nhanh tay download để tham gia cộng đồng Speak Couple nhé. Có rất nhiều cơ hội gặp gỡ đang chờ đón các bạn. Chương trình Ghép Đôi Thần Tốc được phát sóng vào lúc 21:15 thứ ba hàng tuần trên kênh HTV9 và 21:30 thứ ba hàng tuần trên YouTube MCV Media. Và bây giờ các người và Hứa Minh Đạt xin chào và hẹn gặp lại quý vị. Bye bye.